Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 232. Bút đại đạo cười, có phải cậu định nói cường giả thật sự đều dựa vào mình không cần dựa vào người khác không? Diệp Huyên gật đầu. Bút đại đạo cười bảo, thế gian hàng ngàn đại đạo, con đường của mỗi người là khác nhau, tại sao cậu phải quan tâm đến con đường của người khác? Cứ đi vững chân trên con đường của mình là được rồi. Nghe vậy Diệp Huyên nở nụ cười, ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Giờ khắc này hắn đã thực sự hiểu. Ý định ban đầu của hắn là gì? Là thay đổi vũ trụ này. Thay đổi vũ trụ hỗn loạn không có trật tự này, làm cho nó trở nên tốt hơn, ít nhất là phải có trật tự. Chứ không phải ngự trị chúng sinh. Trong vũ trụ này, người mạnh nhiều hơn hay người yếu nhiều hơn? Đương nhiên là người yếu nhiều hơn. Điều hắn phải làm là đấu tranh đòi lại công bằng cho kẻ yếu. Tất nhiên hắn hiểu rất rõ rằng trên đời không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng hắn tin vũ trụ này có thể trở nên tốt hơn. Đây là ý định ban đầu của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại nhìn kiếm nhân gian trong tay lần nữa, kiếm nhân gian, chạm hết tất cả những sự bất công trên thế giới đi. Bút đại đạo đột nhiên nói, ta có thể nói một số lời có thể là lời mà cậu không thích nghe lắm không? Diệp Huyên gật đầu, nói đi. Bút đại đạo trầm giọng nói, cậu muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới cho thế giới này là chuyện tốt, nhưng nếu cậu không thể khống chế được mình thì lại không phải chuyện tốt nữa. Một người, khi thực lực không ngừng tăng lên sẽ càng huênh hoang, sau khi huênh hoang sẽ đánh mất chính mình, mà nếu đánh mất chính mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác là có thể sẽ trở thành ác long tàn sát nhân loại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu ý của huynh. Bút đại đạo nói, còn có một điều nữa, bây giờ cậu đang đi quá nhanh. Ta cảm thấy cậu cần đi chậm lại, ổn định vững vàng, không chỉ trong tu luyện mà còn cả trong tính cách. Nó thực sự hơi đau đầu trước việc động một chút là lại thể hiện của Diệp Huyên thời gian gần đây. Đương nhiên nó cũng hiểu tên này đã từng sống rất thảm, bây giờ trở nên mạnh hơn đương nhiên muốn phát tiết. Nghe bút đại đạo nói thế, Diệp Huyên khẽ cười, ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn xung quanh rồi bảo, ta sẽ ở lại nghịch loạn thành này một thời gian. Bút đại đạo nói, cậu định thay đổi nơi này à? Diệp Huyên gật đầu. Bút đại đạo trầm giọng bảo, thế gian có thiện thì sẽ có ác, không thể trừ được hết thảy mọi ác đâu. Diệp Huyên cười, nhìn thấy thế sẽ nhúng tay vào. Bút đại đạo nói, được. Diệp Huyên đột nhiên bảo, nếu ta không tham gia vào thì chủ nhân của huynh có can thiệp không? Bút đại đạo đáp có. Hơn nữa kết cục của những người ở nơi này đều sẽ rất thảm. Diệp Huyên nhíu mày, rất thảm. Bút đại đạo trầm giọng bảo, cậu biết trên thiên đạo cảnh là cảnh giới gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Bút đại đạo tiết lộ, thiện ác cảnh. Diệp Huyên hơi tò mò, thiện ác cảnh. Bút đại đạo nói, đúng thế, thiện ác cảnh lại chia thành thiện nhân cảnh và ác nhân cảnh. Có thể cậu không biết, cảnh giới đến thiên đạo cảnh cơ bản đều có thiện niệm trong lòng. Không dám làm chuyện xấu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Bút đại đạo trầm giọng trả lời, khi đột phá thiện ác cảnh là thiện ác thiên đạo đích thân khảo sát, mà khảo sát vô cùng đơn giản, sẽ có một cái cân, nàng ấy sẽ cân thiện quả và ác quả của cậu, nếu ác nhiều hơn thiện thì sẽ bị giết ngay, thiện nhiều hơn ác thì lập tức được thăng cấp. Nói xong nó thở dài, đây chính là thiện ác đều có báo ứng mà thế gian thường nói, không phải không có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi. Thiện ác. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, thiện ác thiên đạo mạnh không? Bút đại đạo đáp rất mạnh, quản lý nhân quả thiện ác trên thế gian, đương nhiên, nàng ta nhìn thấy ta cũng vẫn sẽ nể mặt ta. Diệp Huyên đột nhiên hơi tò mò, tiểu bút, có phải dưới trướng chủ nhân của các huynh có một nhóm người rất có năng lực không? Bút đại đạo nói, đúng thế, rất nhiều người có năng lực. Diệp Huyên lại hỏi, huynh đứng thứ mấy dưới trướng chủ nhân của các huynh? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi đáp, thứ nhất. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, huynh không lừa ta đấy chứ? Bút đại đạo lập tức nói, ta là bút đại đạo đấy. Ta là trợ thủ thủ đắc lực nhất dưới trướng chủ nhân nhà ta đấy. Diệp Huyên lại hỏi, ý ta là thực lực. Bút đại đạo câm nín. Diệp Huyên hỏi, sao? Bút đại đạo thở dài, đánh giết giết cái gì, nhạt nhẽo, tuy thực lực của ta không phải mạnh nhất,
nhưng ta là bút trong tay chủ nhân, ai dám không nể mặt ta. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, trực giác nói cho hắn biết địa vị của bút đại đạo ở chỗ chủ nhân bút đại đạo có lẽ không cao lắm. Lúc này bút đại đạo lại lên tiếng, nói thế này đi, coi chủ nhân là hoàng đế thì ta là quản gia bên cạnh hoàng đế, có lẽ quyền lực không lớn như quan viên biên cương, nhưng bọn họ dám khinh thường ta không? Đừng nói là họ, cho dù là tể tướng gì đó gặp ta cũng phải cung kính hành lễ. Cậu hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Huynh là thái giám bên cạnh hoàng đế, là người thân cận với hoàng đế nhất đúng không? Bút đại đạo nói, thái giám cái gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung. Diệp Huyên cạn lời. Từ bút đại đạo, hắn biết được một tin đó là bên cạnh chủ nhân bút đại đạo có một số người rất lợi hại, thiên đạo kia có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thế lực mạnh nhất thế gian này ngoài hắn ra có lẽ chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đây không xa có một người đàn ông biết mặc áo bào tím đang đứng ở đó. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn không biết ông ta. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt không cảm xúc, người thật xui xẻo. Diệp Huyên hơi giật mình, hỏi lại, người nói vậy là sao? Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, quan sát hắn rồi nói, người đã động đến người không nên động. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một lúc sau hắn hỏi, có liên quan đến Khổng Niệm cô nương không? Người đàn ông vẫn không bộc lộ cảm xúc, người vẫn chưa phải kẻ quá ngu ngốc. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười bảo, ta không có quan hệ gì với Khổng Niệm cô nương cả, thật đấy. Người đàn ông cười khẩy, đương nhiên ngươi với nàng ta không có quan hệ gì rồi, nhưng ngươi biết không? Nàng ta có vẻ rất có hứng thú với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, quá hấp dẫn thôi, thật phiền phức. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, yên tâm, rất nhanh thôi ngươi sẽ không cần phải thấy phiền phức nữa. Vừa nói hắn ta vừa nắm tay phải lại. Một luồng khí thế đáng sợ khóa chặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thở dài, ta chỉ nói lý lẽ một lần thôi, ta và nàng ta thật sự không có quan hệ gì, ta không muốn tham gia vào chuyện của các ngươi, bây giờ ngươi đi thì ta sẽ không giết ngươi. Người nọ đột nhiên bật cười lớn, giết ta, thật buồn cười. Diệp Huyên lại khẽ thở dài, thế gian này đúng là hỗn loạn, ta nói lý mà không ai nghe. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, Hàn tộc. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Người đàn ông châm chọc, đến Hàn tộc thế lực siêu hạng mà cũng chưa nghe bao giờ, đúng là đáng buồn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, ta là học giả, ta sẽ không động một cái là giết người như phụ thân ta, dù sao ta cũng là người có văn hóa, vẫn thích thuyết phục mọi người bằng đức hạnh. Tuy nhiên nếu nói lý rồi mà không nghe thì ta chỉ đành đưa ngươi đi gặp Thiên Diệp thôi. Nói xong hắn rút kiếm ra. Phụt. Đầu của người đàn ông bay ra ngoài. Thiên Diệp. Xiết trong nháy mắt. Hiện tại đối Diệp Huyên mà nói, cho dù là đầu sỏ thời viễn cổ thì cũng chỉ là con kiến. Sau khi người đàn ông bị giết trong nháy mắt, một hơi thở khủng bố đột nhiên trào ra từ cơ thể hắn ta. Diệp Huyên nhíu mày. Rất nhanh, hơi thở khủng bố kia thế nhưng lại khóa chặt linh hồn vốn sắp tan biến của người đàn ông. Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, người mà ta muốn giết, không ai có thể giữ. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một sợi kiếm quang bay ra. Linh hồn người đàn ông hoàn toàn bị xóa sổ. Mà lúc này, trước mặt Diệp Huyên, thời không đột nhiên biến thành một lốc xoáy lớn. Ở sâu trong lốc xoáy, một âm thanh lạnh băng truyền đến, giết người của Hàn tộc ta. Ngươi có biết hậu quả không? Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Âm thanh kia lập tức giận dữ, ngươi thật ngạo mạn. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta chính là lợi hại như vậy. Không phục, mời đến đánh ta. Nói xong, hắn phất tay áo, lốc xoáy màu đen kia lập tức bị quét phẳng. Hàn tộc. Diệp Huyên sửa sang lại quần áo, sau đó nói, cái thứ trâu ngựa gì đây? Nói xong. Hắn đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên gặp được một cô gái, chính là Khổng Niệm kia. Khổng Niệm nhìn Diệp Huyên, hắn ta chết rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Khổng Niệm trầm giọng nói, ngươi có biết hắn ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không có hứng thú. Nói xong,
hắn đi về phía xa. Khổng Niệm tiếp tục đuổi theo, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, ngay sau đó, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa hai chân mày của Khổng Niệm. Khổng Niệm sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Tay phải của Diệp Huyên đột nhiên dùng sức. Suy. Kiếm trực tiếp đâm xuyên vào giữa hai chân mày Khổng Niệm, máu tươi lập tức tràn ra. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Khổng Niệm, ta rất chán ghét những người như ngươi. Cao cao tại thượng quen rồi, tất cả đều tùy theo ý mình, căn bản không quan tâm sống chết của người khác, chỉ để ý đến việc bản thân vui hay không vui. Ngươi biết không, nếu ta đổi thành người khác, ngươi có biết hậu quả sẽ là gì không? Hàn tộc chắc chắn là một thế lực lớn, nếu không phải là Diệp Huyên hắn, mà đổi thành người khác, vậy hậu quả của hắn nhất định rất bi thảm. Những thế lực tộc lớn này khi giết người, sẽ không nói đạo lý với ngươi, bọn họ chỉ quan tâm bọn họ vui hay không vui. Khổng Niệm nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng ta là đạo chi cảnh, nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, nàng ta thế nhưng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Giờ phút này, sự hiếu kỳ trong lòng nàng ta đã biến thành sợ hãi. Diệp Huyên bước chậm chậm đến trước mặt Khổng Niệm, ta là ai, không quan trọng. Quan trọng là đừng có chọc vào ta nữa, hiểu không? Khổng Niệm trầm giọng nói, không phải ta bảo hắn ta đến tìm ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, điều này không quan trọng, quan trọng là ngươi không ngăn hắn ta đến tìm ta, đương nhiên, hiện tại điều này cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là, ta không có bất kỳ hứng thú nào với ngươi, cũng không muốn quen biết ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh kiếm ở giữa hai chân mày Khổng Niệm bay ra, tự động về trong tay Diệp Huyên. Khổng Niệm nhìn Diệp Huyên biến mất ở xa xa, trong lòng chấn động tột độ. Nàng ta là đạo chi cảnh. Vậy mà lại bị đối phương dùng một kiếm đâm xuyên. Quá đáng sợ rồi. Khổng Niệm nhìn thật sâu phía xa xa, sau đó xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên về đến quảng trường. Nhìn thấy Diệp Huyên trở về, Vu trưởng lão mở to hai mắt. Vu trưởng lão nhìn thấy Diệp Huyên, lại khẽ gật đầu, chào hỏi. Diệp Huyên cũng gật đầu đáp lại. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm học viên của Học viện Ngân Hà. Rõ ràng, số người thông qua sát hạch lần này là không ít. Đương nhiên, những người còn lại không đến, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Lúc này, Vu trưởng lão đột nhiên đứng lên, ông ta nhìn thoáng qua những học viên ở trên quảng trường, biết vì sao lần thí luyện này lại ở vùng đất hỗn loạn này không? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Vu trưởng lão, Vu trưởng lão cười nói, không sai, là học viện muốn cho các ngươi hiểu biết một chút về sự tàn khốc của thế đạo này. Mọi người trầm mặc. Vu trưởng lão trầm giọng nói, con đường tu luyện chính là tàn khốc, sau này các ngươi sẽ gặp phải những chuyện còn tàn khốc hơn gấp 10 lần. 100 lần so với ngày hôm nay. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa xa, chúng ta đi thôi. Đi đến địa điểm thí luyện tiếp theo. Mọi người đều đứng dậy. Mà đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ xa xa phía chân trời, cứ như vậy mà đi rồi sao? Nghe vậy, mọi người đều quay đầu nhìn về phía chân trời, ở phía chân trời xuất hiện một ông lão, mọi người nhìn thấy ông lão, vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng. Bá chủ thời viễn cổ. Vu trưởng lão nhìn thấy người đến, nhăn mày, lão Quách, ngươi làm cái gì? Lão Quách cười nói, Vu trưởng lão, không có gì, chỉ là cảm thấy các ngươi đi như vậy, có phải là không được trượng nghĩa lắm không? Vu trưởng lão nheo mắt, lão Quách, học viện Ngân Hà của ta hình như không có thủ oán gì với ám điện các ngươi. Lão Quách cười âm hiểm nói, Vu trưởng lão, giữa chúng ta đúng là không có thủ oán gì. Ta cũng lười nói mấy lời vô nghĩa với ngươi, ta nói thẳng. Gần đây tình hình tài chính của ám điện ta có chút khó khăn, cho nên, muốn mượn học viện Ngân Hà của ngươi ít tiền tiêu, không vấn đề gì chứ. Tên này đang bắt chẹt họ. Nghe vậy, sắc mặt Vu trưởng lão lập tức trầm xuống. Sắc mặt của các học viên cũng trở nên khó coi. Vu trưởng lão trầm giọng nói, lão Quách, ngươi cứ phải như vậy sao? Lão Quách cười nói, đừng lấy học viện Ngân Hà của ngươi để dồn ép ta, đây là vùng đất hỗn loạn, không phải Ngân Hà giới. Về phần viện trưởng của các ngươi Cổ Bái Nguyệt, theo ta được biết,
hình như đã rất nhiều năm chưa xuất hiện rồi đúng không? Ánh mắt Phu trưởng lão dần trở nên lạnh lùng. Lão Quách cười nói, đừng nghĩ đến việc lấy danh nghĩa viện trưởng của các ngươi để dồn ép ta, vô dụng thôi. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua những đệ tử kia, sau đó nói, ta cũng không thu của ngươi nhiều, đưa ta 100 tỷ thứ nguyên thần tinh là được rồi. 100 tỷ thứ nguyên thần tinh, nghe vậy, Diệp Huyên nhăn mày, khẩu vị của người này thật lớn. Mà lúc này, lão Quách lại nói, Phu trưởng lão, người có phải là đang gọi người không? Vô dụng, ha ha, chúng ta đã phong tỏa các tinh vực xung quanh rồi, người không liên hệ được với ngân hà giới đâu, cho dù có thể liên hệ được, chúng ta cũng có thể giết sạch hết các ngươi trước khi bạn họ kịp đến. Nói xong, ánh mắt ông ta trở nên âm u lạnh lẽo, cho người thời gian hơi thở để suy nghĩ, là chết hay là đưa tiền. Phu trưởng lão trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta có nhiều tiền như vậy sao? Lão Quách chớp chớp mắt, đây là chuyện của ngươi. Phu trưởng lão híp mắt lại, các ngươi rốt cuộc là vì tiền, hay là giết người? Lão Quách cười to nói, lão Phu, chúng ta đương nhiên là vì tiền. Nói xong, ông ta nhìn liếc qua những học viên ở đây, sau đó nói, ngươi có thể một mình rời đi, ba canh giờ sau, chúng ta cần nhìn thấy 100 tỷ, bằng không, những học viên này đều phải chết tại đây. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dẫn cường giả của ngân hà giới đến, nhưng, nếu các ngươi làm như vậy, vậy thì hãy chuẩn bị nhặt xác của những học viên này đi. Vẻ mặt của Vu trưởng lão lập tức trở nên khó coi. Dùng những học viên này để uy hiếp ông ta. Nếu những học viên này chết tại đây, vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu. Ngay cả học viên cũng không thể bảo vệ, về sau còn ai dám gia nhập học viện Ngân Hà nữa. Nghĩ vậy, sắc mặt Phu trưởng lão càng trở nên khó coi hơn. Đúng lúc này, lão Quách cười nói, mau trở về đi thôi. Phu trưởng lão lạnh lùng nhìn lão Quách, sau đó xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, ông ta đột nhiên nói. Nếu học viện Ngân Hà ta có một người nào gặp chuyện, học viện Ngân Hà nhất định sẽ đổ sát ám điện các ngươi. Nói xong, ông ta liền biến mất ở cuối tinh không. Tại chỗ, Diệp Huyên nhíu mày. Phu trưởng lão này cũng quá dễ lừa đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Hình Linh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy có sự lừa dối. Diệp Huyên gật đầu, những người này, có lẽ không phải vì tiền. Hình Linh vừa định nói chuyện. Đúng lúc này, phía chân trời lão Quách của ám điện đột nhiên nói, nữ giữ lại, nam thì giết sạch. Giết sạch. Lời vừa nói ra, sắc mặt của các học viên kia lập tức thay đổi. Mà đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đứng dậy, chờ đã. Lão Quách nhìn về phía người đàn ông trầm giọng nói, ta là người của cô tộc. Cô tộc. Nghe vậy, lão Quách nhíu mày, ông trầm lặng một lát. Sau đó nói, ngươi lại đây. Nghe vậy, người đàn ông kia vội vàng xuất hiện ở bên lão Quách. Bên cạnh Diệp Huyên, Hình Linh trầm giọng nói, này cô tộc là một thế lực nhất đẳng, quan trọng nhất là, một vị tiền bối của gia tộc bọn họ đã gả cho Hàn tộc có thế lực vượt qua nhất lưu. Tuy rằng ám điện cũng không kém, nhưng vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc thế lực vượt qua nhất lưu, bởi vì bọn họ không thể đại diện cho cả vùng đất hỗn loạn, nếu đến lúc đó Hàn tộc điên cuồng trả thù bọn họ. Những thế lực khác không hỗ trợ, thì bọn họ chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Có chỗ dựa vững chắc chính là tốt. Hình Linh. Lúc này, xa xa lại một người đàn ông đứng lên, người đàn ông trầm giọng nói, ta là người của Triệu tộc, cụ ngoại của ta có quan hệ với một vị trưởng lão của Khổng tộc. Phía chân trời, lão Quách lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông, người đến bên này. Người đàn ông vui vẻ trong lòng, vội vàng đi qua. Giữa quảng trường, một cô gái chậm rãi đứng lên, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, ta đến từ Lý gia, ông nội của ta hiện giờ đang cung phụng cho Tần tộc. Lão Quách liếc nhìn cô gái, sau đó nói, đến bên này. Cô gái khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi qua. Lúc này, một người đàn ông đứng lên, người đàn ông chần chừ một lát, sau đó nói, ta là người của Tiêu tộc. Tiêu tộc. Lão Quách vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông, có quan hệ với người trong tộc thế lực siêu nhất lưu không? Người đàn ông lắc đầu, không có. Lão Quách híp mắt lại, không có thì ngươi đứng lên làm cái gì? Người đàn ông hơi do dự, sau đó nói, Tiêu tộc ta, cũng là lợi hại. Lão Quách nói với giọng lạnh lùng, một thế lực nhất lưu,
tính là cái thá gì? Người đàn ông lúc này có chút cả giận nói, sao ngươi có thể như vậy? Tục ngữ nói rất hay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp thiếu niên nghèo, hiện tại tuy rằng ta còn chưa đủ mạnh, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm sau này ta cũng không mạnh không? Mọi người! Lão quét mặt không chút biểu cảm, ngươi không có sau này nữa rồi. Nói xong, ông ta phất tay áo, một lực lượng khủng bố trực tiếp nghiền ép về phía người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt, mà đúng lúc này, một gã kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Kiếm tu phất tay áo lên. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ kia bị vỡ tan trong nháy mắt. Kiếm tu chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía lão Quách, có chỗ dựa vững chắc là có thể sống, phải không? Lão Quách nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên cười nói, thật ra ta là người của chủ nhân bút đại đạo. Lão Quách híp mắt lại, nói dối, có thể có chút đầu óc không? Hay là, ngươi cho rằng ta là một tên ngu? Diệp Huyên đột nhiên tự tát mình một bạt tai, mẹ nó, ngươi đúng là hợp nói thật. Lão Quách lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng mà, ngươi vừa rồi có thể đỡ một đòn của ta, chứng minh ngươi vẫn là có chút thực lực. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nói xong, ông ta đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Ầm. Một quyền ấn thổi quét xuống từ phía chân trời. Trong nháy mắt quyền ấn kia hạ xuống, một luồng uy áp khủng bố áp chế khiến nơi đây không thở nổi. Sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây là bá chủ viễn cổ. Hơn nữa, vị bá chủ viễn cổ này còn đã áp chế thực lực của chính mình, bằng không, một quyền này đánh xuống sợ là đủ để hủy thiên diệt địa. Một bên, Diệp Huyên mặt không chút thay đổi, vẫn không nhúc nhích. Khi quyền ấn khủng bố kia đến trước mặt hắn, một sợi kiếm ý đột nhiên bay ra. Suy. Trước ánh mắt của mọi người, quyền ấn kia trực tiếp bị phân thành hai, sau đó tan biến. Nhẹ nhàng bình thản. Mọi người sửng sốt. Phía chân trời, lão Quách cũng sững sờ tại chỗ. Ông ta thật không ngờ một quyền này của mình vậy mà đã bị một thiếu niên phá tan. Hơn nữa, còn phá một cách dễ dàng như thế. Không đơn giản. Lão Quách nhìn Diệp Huyên, trong mắt đã bớt phần khinh thường, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ta là ai không quan trọng, ta hiện tại nói cho ngươi biết một sự thật, ta lập tức sẽ tiếp quản Nghịch Loạn Thành, nếu bây giờ ngươi khuất phục ta, hơn nữa bằng lòng cải tà quy chính, ta bảo đảm ngươi muôn đời thái bình. Lão Quách cười nói, nếu ta không thì sao? Diệp Huyên nhìn thẳng lão Quách, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ha ha! Lão Quách đột nhiên cười to, chỉ ngươi, ha ha! Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm ra. Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mà, chính là một kiếm này, sắc mặt lão Quách lập tức thay đổi, ông ta nắm chặt tay phải, trong nháy mắt một khí thế ngập trời tuôn trào ra từ cơ thể ông ta. Giờ phút này, ông ta đã cảm nhận thấy nguy hiểm. Giờ phút này, ông ta không dám che giấu thực lực nữa. Nhưng mà, đã không kịp nữa rồi. Kiếm tới. Suy. Trước ánh mắt của mọi người, một thanh kiếm xuyên qua giữa trán lão Quách. Ầm. Lão Quách bị đóng đinh tại chỗ. Mọi người ở đây đều hóa đá. Bị giết trong nháy mắt. Một vị bá chủ viễn cổ cứ như vậy mà bị giết trong nháy mắt. Trên quảng trường, đám học viên nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn quái vật. Thình lình nhìn Diệp Huyên. Trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Diệp Huyên nhìn lão Quách thừa người ra ở phía chân trời, ta nói thật với ngươi, ngươi lại không nghe. Lão Quách run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyên cười nói, ta thật sự là người của chủ nhân bút đại đạo. Nói xong, hắn phất tay áo lên. Suy. Lão Quách bị xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Huyên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ba người các ngươi. Tự đi ra hay là đi cùng ông ta? Thanh âm vừa dứt, ba ông lão xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Ba người đều là bá chủ viễn cổ cảnh. Giờ phút này vẻ mặt của ba người đều là vô cùng đề phòng. Diệp Huyên liếc nhìn ba người một cái, khuất phục, hoặc là chết. Sắc mặt ba người nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyên cười nhạo một tiếng, cảm thấy ấm ức cho các ngươi. Nói xong.
hắn phất tay áo, bút đại đạo rơi xuống trước mặt ba người. Ba người nhìn thấy bút đại đạo, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Diệp Huyên thu hồi bút đại đạo, lạnh nhạt nói, hiện tại biết ta là ai rồi chứ? Một ông lão trong số đó run giọng nói, các hạ, thật sự là người của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, ta chính là chủ nhân của bút đại đạo. Nghe vậy, ba người đều sửng sốt. Diệp Huyên lại nói, từ giờ trở đi, các ngươi đi theo ta, có vấn đề gì không? Ba ông lão vội vàng cung kính hành lễ. Đương nhiên không có vấn đề. Chủ nhân bút đại đạo. Giờ phút này ba người vô cùng hưng phấn. Cái đùi này thật con mẹ nó to. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đám học viên Ngân Hà ở một bên, hiện tại, các ngươi an toàn rồi. Mọi người nhìn Diệp Huyên, sắc mặt vẫn cổ quái như trước. Diệp Huyên quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn đi về một bên. Ba người vội vàng đi theo. Hình Linh cũng là vội vàng đi theo. Giữa quảng trường, một đám học viên ngơ ngác. Bên kia, Diệp Huyên đi đến trước một bậc thềm đá ngồi xuống, hắn nhìn về phía ba ông lão, sau đó nói, xưng hô như thế nào. Ông lão cầm đầu vội vàng nói, ta tên là Lý Phúc, hai vị bên cạnh là Lão Việt và Lão Cố. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nói cho ta một chút về Nghịch Loạn Thành. Lý Phúc vội vàng giới thiệu cho Diệp Huyên, Nghịch Loạn Thành có ba thế lực siêu cấp, thứ nhất là Ám Điện, nhưng Ám Điện không phải là mạnh nhất, ngoài Ám Điện ra, còn có Âm Tông và Lệ Tông, trong đó, thực lực Lệ Tông mạnh nhất, bởi vì Ám Điện và Âm Tông phải liên kết mới có thể chống lại Lệ Tông. Trên cơ bản, chỉ cần thu phục ba thế lực này, thì gần như là thu phục cả Nghịch Loạn Thành. Mà Diệp Huyên lấy được một bí mật, đó là sau lưng mấy thế lực đều có bóng dáng của thế lực siêu nhất. Đó cũng là lý do vì sao lúc trước Lão Quách không dám giết những người có quan hệ với thế lực nhất lưu. Thực lực của thế lực siêu nhất lưu, sâu không lường được. Lúc này, Lý Phúc đột nhiên hỏi, các hạ ngươi muốn thay đổi Nghịch Loạn Thành này sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lý Phúc do dự một lát, sau đó nói, tất cả mọi người ở Nghịch Loạn Thành này, thật ra chủ yếu là bởi vì có thể có được lợi ích ở đây. Diệp Huyên cười nói. Lý Phúc gật đầu, trong Nghịch Loạn Thành có pháp tinh trong truyền thuyết, những pháp tinh này có nguồn gốc từ pháp tắc chi lực trong trời đất, những pháp tinh ngưng tụ từ pháp tắc chi lực giúp ích rất lớn cho những bá chủ viễn cổ như chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là nói, loại pháp tinh này nguồn gốc từ pháp tắc chi lực. Lý Phúc khẽ gật đầu, đúng vậy, cũng chính là chủ nhân bút đại đạo. Nói đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi không biết. Nghe vậy, sắc mặt của hai người bên cạnh lập tức trở nên khó coi. Những pháp tắc chi lực này đều là chủ nhân bút đại đạo đích thân bày ra cơ mà. Người này không biết. Nói đùa cái gì vậy? Diệp Huyên cười nói, ta không phải không biết pháp tắc chi lực, chỉ là không biết pháp tắc chi lực của ta sẽ ngưng tụ ra pháp tinh gì đó, hiểu chưa? Nghe vậy, Lý Phúc suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, vị trước mắt này sao có thể cảm thấy hứng thú đối với pháp tinh? Nghĩ vậy, Lý Phúc khẽ gật đầu, tiếp tục nói, pháp tắc chi lực sẽ ngưng tụ ra pháp tinh, mà chúng ta hấp thu những pháp tinh này, liền tương đương với hấp thu pháp tắc chi lực, cho nên. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, sức hấp dẫn của điều này đối với chúng ta quá lớn. Diệp Huyên đột nhiên nói như vậy, nơi này có pháp tắc chi lực mà ta từng lưu lại. Lý Phúc nhìn về phía Diệp Huyên, các hạ chẳng lẽ không biết sao? Hai người còn lại cũng là đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, thật không dám giấu giếm, ta đã ngủ say hơi lâu. Hơn nữa, ta từng đại chiến với con người, có một vài ký ức đã bị mất rồi. Đại chiến. Ba người Lý Phúc trong lòng khiếp sợ không thôi, là ai? Thế nhưng có thể đại chiến với chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, xem ra, ta phải thu hồi pháp tắc này lại rồi. Nghe vậy, ba người đám Lý Phúc nhìn nhau, đều có chút lo lắng, không biết là phúc hay là họa. Diệp Huyên đột nhiên thầm nói trong lòng, tiểu bút, có thể cảm nhận thấy đạo pháp tắc ở nơi này không? Bút đại đạo nói, có thể. Diệp Huyên có chút khó hiểu, sao lúc trước huynh không nói với ta? Bút đại đạo nói, cậu cũng đâu có hỏi. Diệp Huyên cạn lời.
Bút Đại Đạo tiếp tục nói, nên nói là, mỗi một vũ trụ đều sẽ có pháp tắc, loại mà chủ nhân lưu lại, ở một vài thế giới lớn, chủ nhân thậm chí còn có thể lưu lại đạo tắc, dùng nó để giữ gìn vũ trụ. Đạo pháp tắc của nơi này đã tồn tại ở đây hơn 100 triệu năm, nếu cậu lấy đi, nơi này sẽ không có pháp tắc chi lực, mà mất đi pháp tắc chi lực trấn thủ, mấy bá chủ viễn cổ sẽ không kiêng nể gì, bọn họ tùy tiện đánh một kích, có thể sẽ trực tiếp hủy diệt nơi này. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Bút Đại Đạo tiếp tục nói, cho nên, ta không kiến nghị cậu lấy đi đạo pháp tắc này. Đương nhiên, chúng ta có thể đi gặp đạo pháp tắc này, để nó giúp chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nó liệu sẽ giúp không? Bút Đại Đạo cười nói, điều này là chắc chắn, cậu cũng không nhìn xem ta là ai, nó dám không nể mặt mũi ta. Diệp Huyên cười ha ha, vậy đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy dẫn theo hình linh biến mất ở xa xa. Mà ba người Lý Phúc thì vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, mấy người Diệp Huyên đã đi vào trong tinh không của Nghịch Loạn Thành. Diệp Huyên nhìn trước mặt cách đó không xa, sau đó nói, ngoài hình cô nương ra, các ngươi đều lui ra đi. Ba người đám Lý Phúc nhìn nhau, sau đó cung kính hành lễ, lặng lẽ thối lui. Hình linh liếc nhìn Diệp Huyên, cười ngọt ngào. Diệp Huyên nhìn vào trong tinh không, nói tiểu bút, khiến nó xuất hiện đi. Tiểu bút khẽ gật đầu, sau đó nói, pháp tắc nơi đây, nhanh chóng hiện thân. Không hề có động tĩnh. Diệp Huyên khẽ nhăn mày, Bút Đại Đạo lại nói, pháp tắc nơi đây, nhanh chóng hiện thân. Vẫn như trước không hề có động tĩnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Bút Đại Đạo, tiểu bút. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, nó không nể mặt ta. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, xử nó. Bút Đại Đạo thấp giọng thở dài, ta bị nhốt mấy năm nay, những tên nhãi này nghĩ rằng ta bị thất sủng rồi. Thật là bút đi trà lạnh, hiện thực a. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một luồng sáng vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Cùng với ánh sáng vàng này xuất hiện, Diệp Huyên lập tức cảm nhận thấy một lực lượng mạnh mẽ dao động. Pháp tắc chi lực. Trong ánh sáng vàng, một bóng mờ xuất hiện, bóng mờ nói, Bút Đại Đạo. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, vị bên cạnh đây là Diệp công tử. Pháp tắc nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó nói, hắn chính là vua dựa dẫm. Mặt Diệp Huyên nhất thời tối đen. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, hôm nay hắn đến là muốn chỉnh đốn vùng đất hỗn loạn. Pháp tắc trầm lặng một lúc lâu, sau đó nói, nơi đây không thuộc quyền hắn quản, còn nữa, ta chỉ nghe mệnh lệnh của chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyên nhất thời híp mắt lại. Lúc này, hình linh ở một bên kéo tay áo Diệp Huyên nhìn về phía hình linh, nàng ta trầm giọng nói, ta từng nghe ông nội ta nói qua những pháp tắc này đều có cấu kết với thế lực địa phương, bọn chúng cho thế lực địa phương pháp tắc chi lực, mà thế lực địa phương cũng sẽ cho bọn chúng rất nhiều lợi ích. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Hủ bại. Hắn không ngờ tới, thuộc hạ dưới tay chủ nhân Bút Đại Đạo vậy mà cũng hủ bại như này. Lúc này, pháp tắc đột nhiên nói, vua dựa dẫm, ta đã nghe qua danh của ngươi, không muốn trở thành kẻ địch với ngươi, nơi đây là vùng đất do ta cai quản, ngươi chớ nên xen vào chuyện của người khác. Diệp Huyên nhìn Bút Đại Đạo trong tay, vì sao nó lại kiêu ngạo như vậy? Bút Đại Đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, bởi vì chưa bị muội muội của ngươi đánh. Diệp Huyên. Lợi ích. Lời hình linh nói khiến Diệp Huyên hiểu rõ. Thế lực của những địa phương kiểu này đã cấu kết với pháp tắc của chủ nhân Bút Đại Đạo, cả hai bên cùng được lợi. Cũng chính vì vậy mà loại pháp tắc trước mắt mới kháng cự hắn như thế. Diệp Huyên nhìn về phía Bút Đại Đạo rồi nói, huynh có cần báo cáo với chủ nhân của mình về chuyện này không? Báo cáo cái đếch ấy. Bút Đại Đạo đột nhiên tức giận, cậu nghĩ cái quần gì thế? Chủ nhân ta đã giao ta cho cậu tưởng là để ta giúp cậu làm mầu phỏng. Ta là Bút Đại Đạo, là chiếc bút trong tay chủ nhân đấy nhé, ngài ấy đã giao ta cho cậu cũng tức là ủy quyền cho cậu rồi. Khi gặp mấy cái pháp tắc đạo tắc này thì còn quan tâm thiên đạo gì nữa, nếu bọn nó không thuận theo thì cậu cứ giết hết đi, hiểu không hả? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, huynh chắc chứ? Bút Đại Đạo khẽ thở dài, đại ca à, ta là Bút Đại Đạo, thực lực của ta vẫn có phần chênh lệch với Tam Kiếm, nhưng cậu có biết ta biểu trưng cho gì không hả? Là thân phận đó.
chủ nhân đã cho ta đi theo cậu, cũng tức là ngài ấy đã nhìn chúng cậu, để cậu gìn giữ trật tự của vũ trụ này rồi, hoặc là sáng lập ra một trật tự hoàn toàn mới, chứ không phải bảo ta đi để giúp cậu làm màu, biết chưa hả? Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rồi. Bút đại đạo tiếp tục nói, bao lâu nay chủ nhân không hề xuất hiện, thế nên đám pháp tắc đạo tắc này và cả thiên đạo đều bắt đầu ngông nghênh hơn. Nếu là lúc thường thì bọn nó làm gì dám có thái độ như thế với ta, vậy mà giờ lại không hề nể mặt ta chút nào, chứng tỏ chúng nó đã chẳng còn coi chủ nhân ra gì nữa rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía pháp tắc đằng xa, ta muốn tiếp quản vùng đất hỗn loạn này. Pháp tắc hơi híp mắt, vua dựa dẫm, ngươi không có cái quyền đó, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm vừa chém ra, toàn bộ tinh hà lập tức ảm đạm. Sắc mặt hình linh biến đổi chớp nhoáng, giờ phút này, trong lòng nàng ta vô cùng kinh hãi. Nàng ta mới chợt nhận ra rằng Diệp công tử trước mắt mình còn đáng sợ hơn những gì bản thân tưởng tượng gấp trăm gấp nghìn lần. Ở nơi xa, pháp tắc kia cũng lập tức biến sắc, nhưng nó cũng chẳng hề ngồi chờ chết, thế là liều mạng xông lên trước đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Trong chớp mắt, vô số lực lượng pháp tắc từ khắp đất trời tụ lại. Cả tinh hà cuồn cuộn. Dẹt. Sau âm thanh xé rách vang vọng, một thanh kiếm chém nát tất thảy lực lượng pháp tắc, rồi lại tiếp tục tiến quân thần tốc, chỉ thoáng chốc đã đâm thẳng vào giữa trán pháp tắc kia. Âm. Thân thể của pháp tắc run mạnh, khí tức tán loạn. Diệp Huyên nhìn pháp tắc đang tràn ngập vẻ khó tin, ta trưng cầu ý kiến của ngươi chắc. Pháp tắc hoảng sợ bật thốt, sao, sao ngươi lại phá hủy được lực lượng pháp tắc của ta dễ dàng như thế chứ? Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, bởi vì ta giỏi, hiểu chưa? Nói rồi, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên quay về trong tay hắn. Lúc này, pháp tắc kia bỗng nổi giận bừng bừng, là kiếm. Chính nhờ thanh kiếm đó. Nó không ngốc, tất nhiên cũng biết Diệp Huyên dễ dàng phá hủy được lực lượng pháp tắc của mình là nhờ có thanh kiếm kia. Diệp Huyên liếc kiếm thanh huyên trong tay, mỉm cười. Với thực lực của hắn đương nhiên cũng có thể đánh bại được tên pháp tắc này, có điều, nếu không có kiếm thanh huyên thì chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Kiếm thanh huyên có thể phá hủy tất thảy pháp và đạo. Đương nhiên tiền đề là thực lực của hắn cũng không thể quá yếu, nếu thua kém đối thủ quá nhiều thì dù có đưa thanh kiếm nào cũng chẳng có tác dụng. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên lên tiếng, thu pháp ấn của nó đi. Diệp Huyên nhíu mày, pháp ấn. Bút đại đạo đáp, đúng, đó là thứ chủ nhân lưu lại, trong pháp ấn có chứa lực lượng pháp tắc. Nắm giữ pháp ấn thì nó có thể được xem như pháp tắc của thế giới này. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nếu ta lấy được pháp ấn kia thì có được coi là pháp tắc của nơi này không? Bút đại đạo nói, có. Diệp Huyên khẽ nói cách khác, người nắm giữ pháp ấn sẽ được xem như pháp tắc. Bút đại đạo đáp, cũng không hẳn. Phải là người được chủ nhân đích thân công nhận thì mới tính. Nếu một kẻ không được công nhận nắm giữ pháp ấn thì sẽ bị coi như cướp đoạt phi pháp, sẽ bị đạo tắc truy sát. Nếu cậu có được pháp ấn, lại thêm có ta ở bên cạnh cậu đây, nhìn khắp chư thiên vạn giới, để xem kẻ nào dám động chạm tới cậu. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Sao nghe như kiểu, bút đại đạo huynh vô địch thiên hạ vậy? Diệp Huyên không nghĩ ngợi quá nhiều mà nhìn về phía pháp tắc kia, hắn mở lòng bàn tay ra. Một luồng sức mạnh lập tức bao phủ xung quanh pháp tắc, chỉ chiếc lát, giữa trận pháp tắc đã xuất hiện một cái ấn nhỏ. Thấy vậy, pháp tắc lập tức biến sắc, vội vàng nói, mong các hạ nương tay, ta bằng lòng thần phục các hạ. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Pháp tắc nghe thấy vậy liền tức nổ phổi, ta chính là pháp tắc do chính chủ nhân công nhận, trấn thủ trật tự một phương. Ngoại trừ chủ nhân thì không một kẻ nào được phép cướp đoạt pháp ấn của ta hết. Diệp Huyên phớt lờ pháp tắc, tiếp tục chiếm đoạt pháp ấn. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, người đúng là đồ thiểu năng. Lúc thấy ta đi theo cậu ta mà ngươi còn không chịu khiêm tốn, người nghĩ gì chứ? Pháp tắc tức giận bất bình, bút đại đạo, sao ngươi lại liên thủ với kẻ khác nhắm vào người phe mình? Ngươi! Câm miệng! Bút đại đạo đột nhiên bừng bừng giận dữ, ông đây đã muốn bảo với ngươi ngay từ đầu rồi. Cậu ta là người được chủ nhân lựa chọn, vậy mà ngươi vẫn không chịu nghe. Giờ thì trách ai chứ? Pháp tắc hung hăng vặn lại, ngươi nói kẻ này là người được chủ nhân chọn, có bằng chứng gì không? Bút đại đạo phẫn nộ,
vì ta đi theo cậu ta chứ sao? Pháp Tắc tức giận nói, ngươi là cái thá gì chứ? Ôi địch! Bút Đại Đạo nhất thời không thể nuốt trôi cơn giận, ta, đậu má nó chứ? Tức đến mức nói năng cũng lộn xộn theo. Mà lúc này, pháp ấn của Pháp Tắc đã xuất hiện trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười nhìn pháp ấn trong tay mình. Phải công nhận rằng cái pháp ấn này khá tốt, hắn có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc khủng bố ẩn chứa bên trong nó. Chỉ e những lực lượng pháp tắc này là thứ mà cường giả vô đạo cảnh cũng khó mà nắm giữ. Tất nhiên là không bao gồm hắn rồi. Kiếm Thanh Huyên có thể áp chế chặt chẽ lực lượng pháp tắc. Thiên Khắc. Lúc này, pháp tắc đột nhiên cuồng loạn giống lên, vua dựa dẫm, ngươi đoạt pháp ấn của ta, pháp giới sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp Huyên nhíu mày, pháp giới là gì? Bút Đại Đạo trầm giọng đáp, một nơi chuyên quản lý pháp tắc, khá là đặc biệt, nơi đó do chủ nhân đích thân tạo ra. Diệp Huyên hỏi, thế chỗ đó có nể mặt huynh không? Bút Đại Đạo chần chừ một lát mới đáp, tất nhiên. Diệp Huyên khẽ thở dài, tiểu bút, huynh có thể nói cho ta biết, rốt cuộc huynh là nhân vật tầm cỡ nào lúc ở chỗ chủ nhân của huynh không? Ý ta là địa vị của huynh, có nằm trong top 3 hay không ấy? Bút Đại Đạo đáp luôn, địa vị của ta là độc nhất vô nhị. Diệp Huyên cạn lời hoàn toàn. Hiện giờ hắn thật sự không dám tin lời Bút Đại Đạo nói nữa. Tên nhóc này rõ là không biết xấu hổ. Đúng lúc này, pháp tắc kia đột nhiên ngửa tay Hero, một luồng sức mạnh khủng khiếp phóng thẳng lên trời, xuyên qua những đám mây. Bút Đại Đạo khẽ thở dài. Diệp Huyên nhíu mày, nó đang làm gì thế? Bút Đại Đạo, gọi cứu viện đó. Mặt Diệp Huyên đen xì, Bút Đại Đạo, ta hỏi huynh một vấn đề cuối cùng, huynh đi theo ta đúng là ý của chủ nhân huynh thật hả? Bút Đại Đạo đáp, tất nhiên rồi, nếu không cậu tưởng ta sẽ chủ động đi theo cậu chắc. À không không, ý ta là, ta không có quyền được chủ động đi theo cậu, chứ không phải ta không muốn đi theo cậu đâu nhé. Diệp Huyên lắc đầu. Vậy chủ nhân của huynh bảo huynh đi theo ta là muốn để ta cai quản trật tự vũ trụ thật sao? Bút Đại Đạo nói, ta đoán chắc là vậy. Mặt Diệp Huyên càng đen hơn trước, chắc là, nói thế tức là chuyện chủ nhân của huynh bảo ta tiếp quản trật tự vũ trụ đều là do huynh đoán. Bút Đại Đạo khẽ thở dài, ta đi theo chủ nhân bao lâu như thế, chung quy vẫn có thể hiểu được đôi phần suy nghĩ của ngài, nếu ngài ấy đã bảo ta đi theo cậu thì chắc chắn là muốn chọn cậu làm người kế thừa mình. Bởi vì muốn trưởng quản được trật tự vũ trụ thì nhất định phải có ta mới được. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao chứ? Bút Đại Đạo trầm giọng đáp, vận mệnh của chúng sinh đều do ta viết nên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, nếu chủ nhân của huynh muốn đổi bút thì sao? Địch! Bút Đại Đạo đột nhiên nói, cậu đừng có mà hỏi mấy thứ linh ta linh tinh nữa được không? Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào Bút Đại Đạo thì chỉ e không thể chấn áp được đám đạo tắc, pháp tắc và cả thiên đạo gì gì đó xung quanh chủ nhân Bút Đại Đạo. Bút Đại Đạo quả thật chẳng ra làm sao. Xem ra chuyện đi cửa sau vẫn cần phải dựa vào bản thân mình. Nhức hết cả đầu. Đúng lúc này, tinh không bên trên đỉnh đầu Diệp Huyên bỗng nhiên sôi trào, tiếp theo đó, một luồng khí tức khủng khiếp cuồn cuộn kéo tới. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thăm thẳm, nhíu mày, tới nhanh thế cơ à? Ở đằng xa, pháp tắc đột nhiên gằn giọng, ngươi tiêu đời rồi. Tiêu rồi. Diệp Huyên liếc pháp tắc, đáp bâng quơ, ta có tiêu đời hay không thì không rõ, còn ngươi thì chắc chắn là tèo. Dứt lời, hắn phất tay áo lên. Xoẹt. Mũi kiếm xé rách mọi thứ lao đi, pháp tắc kia lập tức bị xóa bỏ. Láo xược. Đúng lúc này. Một tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vọng tới từ tinh không sâu thẳm, tiếp đó, một tia sét vàng lập tức đánh xuống. Diệp Huyên trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khẽ phát tay áo lên. Một đạo kiếm quang lập tức chém về tia sét vàng kia. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyên không xa, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người dám giết pháp tắc của giới này. Diệp Huyên nhìn người đàn ông một lát, sau đó nói, ông là pháp giới. Người đàn ông híp mắt lại, người biết pháp giới. Diệp Huyên cười hỏi, tiểu bút, huynh có muốn tâm sự với ông ta không? Bút Đại Đạo chậm rãi bay lên. Nhìn thấy Bút Đại Đạo, người đàn ông kia nhíu mày, Bút Đại Đạo.
Bút Đại Đạo nói, cậu ta là người mà chủ nhân đã lựa chọn. Người đàn ông nheo mắt, Bút Đại Đạo, người nói hắn là người mà chủ nhân lựa chọn sao? Bút Đại Đạo đáp, đúng. Người đàn ông hỏi, người có bằng chứng không? Bút Đại Đạo tức giận bừng bừng, ta chính là bằng chứng. Người đàn ông bật cười, Bút Đại Đạo, theo ta được biết, năm xưa ngươi phạm sai nên đã bị chủ nhân nhốt trong hệ ngân hà, không phải ngươi tự trốn ra ngoài đấy chứ. Diệp Huyên nghe thấy vậy cũng nhìn về phía Bút Đại Đạo, vẻ mặt có phần nghi hoặc. Má nó chứ, không phải nhóc này thật sự bỏ trốn, sau đó tìm tới chỗ mình. Diệp Huyên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Bởi vì hiện giờ chỉ có mỗi nhóc này đi theo mình, dường như chủ nhân của nó cũng đành chịu không làm gì được nó. Lẽ nào hắn lại bị một cây bút qua mặt sao? Bút Đại Đạo đột nhiên kích động gào lên, người bớt nói linh tinh đi, ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng. Là phỉ báng đó. Diệp Huyên. Nghe xong lời Bút Đại Đạo nói, trong lòng Diệp Huyên hoàn toàn lạnh ngắt. Biết ngay mà. Chắc chắn tên nhóc này tự mình chạy tới. Hầy. Diệp Huyên khẽ thở dài trong lòng. Tiếp theo nên làm gì đây? Liệu còn có thể lôi chủ nhân của Bút Đại Đạo ra làm lá chắn được nữa không? Người đàn ông ở đằng xa cười lạnh, Bút Đại Đạo, tạm gác chuyện ngươi đã bỏ trốn thế nào sang một bên, giờ chúng ta nói đến chuyện ngươi bắt tay với người ngoài hủy hoại pháp tắc trước, ngươi có biết đây là tội gì không? Bút Đại Đạo bình tĩnh lại, hắn là người mà chủ nhân lựa chọn. Người đàn ông trung niên liếc Diệp Huyên, sau đó hỏi, người nói hắn là người chủ nhân lựa chọn, vậy chủ nhân có để lại ấn ký không? Bút Đại Đạo im lặng. Người đàn ông trung niên lại nói, nếu hắn ta đúng là người được chủ nhân chọn, vậy tại sao ngài ấy lại không để lại ấn ký? Kể cả không có thì chí ít pháp giới ta cũng sẽ nhận được lệnh thông báo của chủ nhân. Vậy mà cả hai thứ này đều không có. Không những vậy, trên người kẻ này còn chẳng có khí vận thiên mệnh, Bút Đại Đạo. Người tưởng ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Bút Đại Đạo khẽ thở dài, người không muốn tin thì ta cũng đành chịu thôi. Mặt người đàn ông trung niên không lộ cảm xúc, ta cũng chẳng muốn nói nhảm thêm với ngươi nữa. Sau đó, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, giết pháp tắc của pháp giới ta, tội vô cùng lớn. Ngươi muốn tự đi theo ta, hay để ta bắt ngươi đi đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, các ông muốn phán tội ta sao? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên cười nói, ta không muốn đi cùng ông. Người đàn ông trung niên ngửa bàn tay ra, một dây xích sắt đỏ như lửa đột nhiên xuất hiện trên tay ông ta. Bút Đại Đạo đột nhiên lên tiếng, đó là Pháp Liên, thần khí vô cùng đáng sợ, ngươi cẩn thận vào. Mà lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên vung Pháp Liên lên. Chỉ trong nháy mắt. Xung quanh Diệp Huyên đã xuất hiện vô số bùa lửa bùa vây chi chít, đống bùa lửa kia lao thẳng về phía Diệp Huyên hệt như một cơn mưa rào. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Thực lực của người đàn ông trung niên này quả thật không hề đơn giản, đối phương ít nhất cũng phải là vô đạo cảnh đỉnh cao, không những vậy, những pháp tắc ẩn chứa bên trong vũ khí pháp liên kia cũng cực kỳ mạnh. Lần đầu tiên gặp đối thủ, Diệp Huyên không hề sợ hãi. Mà trái lại còn phấn khích thấy rõ. Đánh. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm nhân gian đột nhiên phóng thẳng lên trời. Hắn không sử dụng kiếm thanh huyên vì muốn đánh một trận thật thoải mái. Trong giây lát kiếm nhân gian phóng lên trời, kiếm khí mạnh mẽ đã khiến đám bùa lửa xung quanh bị vỡ nát, cùng lúc đó, vô số kiếm ý nhân gian cũng bắn về phía người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên nhíu mày, kiếm tu. Nói rồi, ông ta đột nhiên lao về phía trước, vung pháp liên trong tay ra. Vụt! Không gian tại những nơi pháp liên lướt qua lập tức nổ bể. Cứng trọi cứng, ầm ầm, lửa đỏ và kiếm quang đồng thời bộc phát, khiến cả hai phải lùi nhanh lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vô dừng bước, tiếp đó hắn mở lòng bàn tay, vô số kiếm ý nhân gian trong tay ảo ảo ra ngoài. Trong phút chốc, những kiếm ý nhân gian đó liền hóa thành từng mũi kiếm bắn về phía người đàn ông trung niên. Chỉ trong chốc lát mà cả tinh hà đã ngập tràn kiếm khí. Ở nơi xa, trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên tia sắc lạnh, ông ta không dám khinh thường mà lập tức mở tay ra, pháp liên trong tay phóng vụt lên trời, vô số lực lượng pháp tắc bao phủ khắp tinh không. Đối đầu trực diện.
Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát mà cả tinh hà đã nổ tung. Vô số kiếm quang và hỏa quang vỡ vụn, toàn bộ tinh không trở nên hỗn độn. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, nhìn về phía người đàn ông trung niên đằng xa, máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Sức mạnh huyết mạch, ngay sau đó, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Xoẹt. Kiếm quang cuồn cuộn bắn ra. Người đàn ông trung niên ở đằng xa khẽ nheo mắt, sau đó vung tay phải lên, pháp liên lập tức hóa thành một chiếc pháp thuẫn chắn trước người. Kiếm tới. Ầm ầm. Pháp thuẫn rung bần bật, tiếp đó, cả người lẫn thuẫn cùng lùi nhanh lại đến cả vạn dặm. Lúc ông ta vừa dừng lại thì Diệp Huyên lại chém thêm một kiếm tới. Ầm ầm. Hỏa quang bùng nổ, người đàn ông trung niên lại tiếp tục lùi nhanh thêm mấy vạn dặm nữa. Dưới sự duy trì của sức mạnh huyết mạch, thực lực của Diệp Huyên cũng lập tức tăng vọt. Người đàn ông trung niên vừa dừng lại, vô số kiếm khí nhân gian từ khắp phương hướng đồng thời lao vụt đến. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ sắc lạnh, bàn tay cầm pháp liên đột nhiên vung lên trên. Vút. Trong chớp mắt, một luồng lực lượng pháp tắc khủng khiếp phóng thẳng lên trời hệt như lũ lớn, những kiếm khí nhân gian kia bị đẩy lui, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó, mũi kiếm đỏ như máu chém thẳng xuống. Đồng tử của người đàn ông trung niên co lại, hiện giờ đối mặt với kiếm của Diệp Huyên, ông ta đã không còn dám đối chọi nữa, bởi vì kiếm của Diệp Huyên càng lúc càng mạnh. Tốc độ của Diệp Huyên cũng rất nhanh, ông ta muốn tránh lắm mà không thể né được. Chỉ có thể phòng ngự. Người đàn ông trung niên vung tay, pháp liên lập tức quấn quanh cánh tay phải của ông ta. Kiếm chém xuống. Ầm. Pháp liên rung mạnh, còn người đàn ông trung niên lập tức lùi lại tận mấy vạn trượng. Lần này lúc dừng lại được thì pháp liên trên tay phải của ông ta đã bị chém vỡ. Thấy vậy, vẻ mặt ông ta lập tức nghiêm túc hẳn lên. Mà ở nơi xa, Diệp Huyên vừa nghĩ tới gì đó, vô số kiếm ý nhân gian liền hóa thành kiếm quang chém thẳng về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lập tức biến sắc, vội vàng xông lên trước, vung tay phải lên, chỉ trong giây lát, vô số lực lượng pháp tắc đã bao phủ khắp nơi. Ầm ầm ầm. Cả tinh hà lại một lần nữa bùng nổ. Còn Diệp Huyên thì đột nhiên biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Xoẹt. Âm thanh sắc nhọn bỗng nhiên vang vọng. Ầm ầm. Ở nơi xa, một bóng dáng đã bị kiếm quang chém buộc phải lùi lại hơn mấy vạn trượng. Bóng dáng đó chính là người đàn ông trung niên. Ông ta vừa dừng lại thì cũng đúng lúc thanh kiếm kia chĩa thẳng vào giữa trán ông ta. Hơn thế, xung quanh còn có vô số thanh kiếm đang lơ lửng. Thua rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm tu. Ở nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, khí tức trên người hắn dần dần giảm bớt, đến khi khôi phục trạng thái bình thường thì Diệp Huyên mới mở mắt ra, từ tốn bước đến trước mặt người đàn ông trung niên, cất lời, ông thua rồi. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, ta thua. Diệp Huyên nhìn về phía pháp liên trong tay ông ta, món đồ này tốt đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên giây lát, sau đó đưa pháp liên cho hắn, tặng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Người đàn ông trung niên mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian màu vàng từ từ bay tới trước mặt Diệp Huyên, tặng ngươi cả cái này nữa. Diệp Huyên liếc chiếc nhẫn không gian, đây là. Người đàn ông trung niên lên tiếng, nhẫn không gian, bên trong có 1.000 vạn viên pháp tinh, là tất cả những gì ta tích góp được. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi nói, không quen biết mà tự dưng nhận lễ lớn của ông, chỉ e làm vậy không hay lắm. Người đàn ông trung niên chân thành nói, ta tự nguyện tặng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu đã là tấm lòng của ông, vậy ta không khách sáo nữa. Dứt lời, hắn nhận lấy chiếc nhẫn không gian, người đàn ông trung niên hơi do dự một lát rồi nói, lúc nãy tới đây hơi vội, quên mất chưa cho chó trong nhà ăn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy ông đi nhanh đi, đừng để nó bị đói. Người đàn ông trung niên không chút do dự, lập tức quay lưng biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, khóe miệng khẽ cong tỏ vẻ ghét bỏ, hơn 1.000 vạn viên pháp tinh, cũng coi như một khoản tiền lớn. Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, cậu không sợ sau khi ông ta chạy rồi thì sẽ dẫn nhiều pháp tắc hơn đến đánh ngươi sao?
Diệp Huyên chớp chớp mắt, một tên tới, ta đã có 1.000 vạn viên pháp tinh, 10 tên tới cũng tức là 100 triệu pháp tinh, càng thích chứ sao? Bút đại đạo. Diệp Huyên cười ha ha, nhưng sau đó lại quay lưng biến mất ở phía xa. Chỉ lát sau, Diệp Huyên tìm được hình linh. Hồi nãy lúc đánh nhau với người đàn ông trung niên, vì cuộc chiến quá dữ dội nên hắn đã bảo hình linh tìm chỗ tránh đi. Nhìn thấy Diệp Huyên, hình linh liền chớp mắt, hỏi thắng rồi à? Diệp Huyên cười đáp, tất nhiên. Hình linh giơ ngón cái lên, giỏi quá đi mất. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó dẫn hình linh nhoáng cái rời đi. Diệp Huyên tìm được nhóm 3 người Lý Phúc thì ngửa lòng bàn tay ra, pháp ấn liền xuất hiện trong tay hắn, bắt đầu từ bây giờ, nơi này không còn pháp tắc nữa. Ta sẽ sắp xếp một pháp tắc ở lại đây. Nghe vậy, 3 người Lý Phúc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên lại nói, chúng ta tới Lệ Tông thôi. Lý Phúc trầm giọng hỏi, có cần gọi thêm người không? Diệp Huyên liếc Lý Phúc, cười đáp, một mình ta là đủ rồi. Dẫn đường đi. Lý Phúc vội vàng gật đầu. Cả nhóm cùng lên đường hướng về phía Lệ Tông. Trên đường đi, Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, vẫn đang ngẫm nghĩ về trận đánh hồi nãy. Nếu vừa nãy hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên thì nhiều nhất cũng chỉ cần dùng tam kiếm là có thể giải quyết được người đàn ông trung niên kia, bởi vì kiếm Thanh Huyên là thứ khắc chế những lực lượng pháp tắc kia. Nhưng hắn cũng không hề sử dụng, bởi vì hắn muốn xem thử thực lực thật sự của bản thân. Vẫn chưa đủ. Diệp Huyên khẽ thở dài trong lòng, hắn nhận ra, hiện giờ xét trong những người cùng cấp bậc, chỉ e hắn vẫn chưa thực sự vô địch. Và lại, hiện giờ hắn đã bắt đầu tiếp xúc với vô đạo cảnh, cũng tức là có thể hắn sẽ tiếp xúc với nhiều cường giả cấp cao hơn nữa. Thiên đạo cảnh. Hơn nữa, không những muốn đạt tới thiên đạo cảnh mà còn muốn tu luyện được thiên đạo thể. Thân thể, nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Đan thần vẫn chưa đưa hắn đan dược mà. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn hơi rung động, ngay sau đó, một người áo đen đi ra. Đó chính là Ám Quân. Ám Quân đi tới trước mặt Diệp Huyên, cung kính cúi người, Diệp thiếu gia. Nói rồi, hắn ta ngửa tay ra, một lọ đan dược chậm chậm trôi đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm thấy vui vẻ, liền hỏi, xong rồi à? Ám Quân gật đầu, vâng. Đan thần cô nương luyện được 9 viên, nàng ấy nói dược hiệu của chúng rất mạnh, Diệp công tử không nên uống quá nhiều trong một lần, tránh việc thân thể không chịu nổi. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu. Nói tới đây, hắn thoáng ngừng lại, lát sau mới nói tiếp, tiểu quan giờ sao rồi? Ám Quân cười đáp, các chủ rất khỏe, ngài nói chờ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì sẽ tới tìm công tử. Diệp Huyên cười nói, người về nói với nàng ấy là ta đang đợi nhé. Ám Quân hơi cúi người, sau đó yên lặng lui xuống. Diệp Huyên cất đan dược đi, sau đó nhìn về phía xa, cười nói, đi thôi. Một lát sau, cả nhóm người đã đi tới Lệ Tông. Lúc tiến vào nơi này, sắc mặt của nhóm 3 người Lý Phúc đều trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, tiếp theo đó vô số sức mạnh thần bí lập tức phong tỏa không gian. Bỗng nhiên từ phía xa vang lên một giọng nói, ta chờ lâu lắm rồi. Có mai phục. Chờ đợi đã lâu. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, nơi đó, một ông lão chậm rãi đi tới. Lý Phúc bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là tông chủ Tông Diêm của Lệ Tông. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã biết. Nơi xa, Tông Diêm kia nhìn Diệp Huyên nói, chính là ngươi tiêu diệt ám điện. Diệp Huyên cười nói, không phải tiêu diệt, là hợp nhất bọn họ. Tông Diêm nhìn Diệp Huyên, nói như vậy, hôm nay ngươi đến đây chính là muốn hợp nhất Lệ Tông ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tông Diêm khẽ cười, cũng không phải là không thể được. Ồ, Diệp Huyên rất hứng thú nhìn Tông Diêm, nói thử xem. Tông Diêm nhìn Diệp Huyên, muốn hợp nhất Lệ Tông ta, vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không, nếu như ngươi đủ mạnh. Bọn ta nguyện theo ngươi, ngươi thấy như thế nào? Diệp Huyên cười nói, ngươi nhìn rất thoáng. Tông Diêm cũng cười nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Diệp Huyên gật đầu, ngươi đánh với ta, hay là? Tông Diêm lắc đầu, bọn ta không tách lẻ đánh đơn, bọn ta thích đánh hội đồng. Nói xong,
sáu ông lão bất ngờ xuất hiện ở nơi đây. Toàn bộ đều là bá chủ viễn cổ. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, không ngờ Lệ Tông nho nhỏ này lại có nhiều bá chủ viễn cổ như vậy. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn mở tay ra, pháp ấn kia xuất hiện trong tay hắn. Nhìn pháp ấn trong tay Diệp Huyên, sắc mặt Tông Diêm lập tức thay đổi, pháp ấn. Diệp Huyên gật đầu, trước khi đến, ta đã cướp đoạt pháp ấn của pháp tắc kia. Tông Diêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên lại mở bàn tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Nhìn bút đại đạo trong tay Diệp Huyên, đồng tử Tông Diêm lập tức co thành hình cây kim, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi, đây là bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, ta chính là chủ nhân bút đại đạo. Nghe vậy, Tông Diêm và những bá chủ viễn cổ xung quanh đều sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo. Tông Diêm nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy ta cần phải lừa ngươi sao? Sắc mặt Tông Diêm lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chủ nhân bút đại đạo. Tin được sao? Trực giác nói cho ông ta biết, chuyện này không thể nào là thật. Nhưng mà, người trước mắt không chỉ có thể cướp đoạt pháp ấn của pháp tắc, mà còn có được bút đại đạo. Chuyện này thật sự rất đáng sợ. Diệp Huyên nhìn Tông Diêm, đầu hàng, hoặc là chết. Đầu hàng, hoặc là chết. Tông Diêm siết chặt hai tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một ông lão bên cạnh nói, ngươi thật sự là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ông lão vừa nói chuyện, ông lão kia trầm giọng nói, ngươi có bằng chứng nào khác không? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, không có. Ông lão nhíu mày, vậy bọn ta dựa vào cái gì tin ngươi là chủ nhân bút đại đạo? Diệp Huyên chớp chớp mắt, vậy các ngươi có thể không đầu hàng, đánh với ta đi. Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tông Diêm, ta hỏi một lần cuối cùng, đầu hàng hay không? Tông Diêm siết chặt tay phải, một lát sau, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta vẫn không tin ngươi là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, sau đó chợt biến mất. Kiếm rút khỏi vỏ. Đồng tử Tông Diêm bỗng co rụt lại. Ông ta không dám khinh thường, xông lên phía trước, tung ra một cú đấm. Cú đấm vừa ra, một hố đen khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Kiếm bay đến. Vèo. Trong tầm mắt mọi người, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên trực tiếp chém vỡ hố đen này. Ngay sau đó, kiếm vẫn chưa dừng, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thủng giữa lông mày Tông Diêm. Quỳnh. Cơ thể Tông Diêm cứng ngay tại chỗ. Mấy người còn lại cũng hóa đá ngay tại chỗ. Giết trong chớp nhoáng. Một vị bá chủ viễn cổ bị giết trong chớp nhoáng. Giờ phút này, cơ thể mấy ông lão bên cạnh run lẩy bẩy. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt Tông Diêm, Tông Diêm run giọng nói, bây giờ ta tin rồi. Diệp Huyên lắc đầu, muộn rồi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ gạt, kiếm thanh huyên chui vào trong cơ thể Tông Diêm, sau đó hấp thu hắn ta. Diệp Huyên thu hồi kiếm thanh huyên và kiếm ý nhân gian, sau đó quay người nhìn mấy ông lão còn lại kia, mấy ông lão vội vàng nói, bọn ta nguyện trung thành. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bắt đầu từ giờ phút này, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn lại gọi ba người thiên trần tới, đến lúc này, bên cạnh hắn đã có 11 vị bá chủ viễn cổ. 11 vị. Không thể không nói, đội hình này đã hơi vô địch. Diệp Huyên chợt nói, vẫn còn âm tông kia. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lý Phúc, người đi âm tông một chuyến, nói là Lệ Tông đã quy thuận, cho bọn họ lựa chọn. Lý Phúc cung kính thi lễ rồi quay người rời đi. Diệp Huyên quét nhìn một lượt, cuối cùng, hắn dẫn mọi người đi đến một dãy núi, hắn thoáng nhìn xung quanh, mỉm cười nói, nơi này thích hợp để mở thư viện. Nói xong, hắn mở bàn tay ra, một lá bùa truyền âm chậm rãi bay lên. Sau đó bốc cháy. Một lát sau, ám quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, ta muốn thành lập một thư viện ở nơi này, người tới phụ trách. Ám quân cung kính thi lễ, rõ. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Diệp Huyên quay người nhìn về phía đám người thiên trần, đến lúc đó các ngươi phải trợ giúp bọn họ. Thiên trần vội vàng gật đầu, rõ. Diệp Huyên mở bàn tay ra,
Trước mặt mỗi người trong đám thiên trần đều xuất hiện một chiếc nhẫn chứa đồ, trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ có 10 vạn miếng pháp tinh. Nhìn thấy những pháp tinh này, đám người thiên trần đều sửng sốt. Diệp Huyên nói, nhận lấy đi. Thiên trần vội vàng nhận lấy, thấy vậy, những người còn lại cũng vội vàng nhận lấy. Pháp tinh. Mỗi một miếng pháp tinh đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có trợ giúp cực kỳ to lớn đối với bọn họ. Mà pháp tinh này là vô cùng quý giá, bởi vì chỉ khi có quan hệ với pháp tắc mới có thể lấy được pháp tinh, nhưng mà, không phải ai cũng có thể có quan hệ với pháp tắc. Bởi vậy, những lúc bình thường, bọn họ vẫn chỉ dùng thứ nguyên thần tinh, đối với bọn họ thì pháp tinh là thứ đồ xa xỉ. Thoáng cái có thêm 10 vạn miếng pháp tinh, không thể không nói, đây là một khoản khổng lồ. Giây phút này, thái độ của đám người thiên trần đối với Diệp Huyên càng thêm tôn kính. Diệp Huyên nói, các ngươi lui xuống đi. Đám người thiên trần vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi đám người thiên trần lui xuống, Diệp Huyên đi tới một tinh không lặng ngắt như tờ, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiểu bút, cảm ứng thiên đạo giúp ta. Tiểu bút bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó khẽ rung động, thoáng chốc, một luồng sức mạnh bí ẩn phóng lên tận trời. Quỳnh! Sâu trong tinh không trên đỉnh đầu Diệp Huyên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó, một con mắt khổng lồ xuất hiện trong tinh không. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta muốn tu luyện thân thể thiên đạo trước, vẫn mong ngươi trợ giúp. Thiên đạo nói, được. Nói xong, y trực tiếp đánh một cột sấm sét lo lớn xuống. Nhìn thấy cột sấm sét kia, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Khủng bố! Advertisement! Cho dù bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy sấm sét này vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, mặc cho cột sấm sét kia rơi xuống người. Quỳnh! Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Huyên run rẩy dữ dội, cả người biến thành người sét. Giây phút này, Diệp Huyên cảm thấy cơ thể mình đang bị thiêu đốt. Diệp Huyên vội vàng lấy một viên đan dược ra ăn vào. Vừa ăn đan dược, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh buốt lan tràn khắp cơ thể. Bút đại đạo chợt nói, cậu tu luyện theo tâm pháp thiên đạo của ta. Nói xong, vô số tin tức tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Tâm pháp thiên đạo. Diệp Huyên nói, đây là huynh sáng tạo hay là chủ nhân huynh sáng tạo? Bút đại đạo nói, đương nhiên là chủ nhân ta. Advertisement. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lúc này mới hơi yên tâm, nếu như cái này là bút đại đạo sáng tạo, hắn thà chết còn hơn là luyện. Cái tên này không đáng tin hệt như tiểu tháp. Lúc này, bút đại đạo nói, thật ra những sấm sét kia đều là năng lượng, cậu dựa theo tâm pháp thiên đạo ta đưa cho cậu để hấp thu chúng nó và đan dược, kể từ đó, thân thể của cậu sẽ được tăng cường rất nhiều. Diệp Huyên đột nhiên nói, có người nào thành công tu luyện thân thể thiên đạo này chưa? Bút đại đạo suy nghĩ, sau đó nói, có, nhưng mà, cực kỳ ít ỏi, có lẽ mấy ngàn vạn năm mới có một người. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Bút đại đạo khẽ thở dài, đại ca à, cậu biết những người thành công đó tu luyện như thế nào không? Bọn họ đều dùng thân thể của mình cứng rắn chống đỡ sấm sét của thiên đạo đấy, mà cậu thì sao? Cậu là được thiên đạo phối hợp, sấm sét thiên đạo đánh xuống cho cậu đều nằm trong phạm vi cậu có thể chịu đựng, những người khác không có đãi ngộ này đâu. Nếu là người khác, thiên đạo trực tiếp dùng đại chiêu luôn. Nghe vậy, Diệp Huyên cười ngượng ngập, hình như ta hơi gian lận rồi. Bút đại đạo thản nhiên nói, là hơi thôi sao? Diệp Huyên. Bút đại đạo nói tiếp, hơn nữa, thiên đạo còn luyện với cậu, ai có thể có đãi ngộ này? Căn bản không ai cả. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đổi đề tài đi. Bút đại đạo. Một lát sau, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện. Mà sau khi Diệp Huyên có thể chịu đựng sấm sét mạnh mẽ hơn, thiên đạo bắt đầu gia tăng sức mạnh của sấm sét. Không thể không nói, có thiên đạo phối hợp, quả thật chính là làm ít công to. Dần dần, thân thể Diệp Huyên bắt đầu có thay đổi. Mà đáng nói chính là, đan thiên đạo do đan thần luyện chế cũng cực kỳ trâu bò, năng lượng ẩn chứa trong đan dược này thật sự quá kinh khủng, nếu như không có đan dược này hỗ trợ, hắn muốn luyện thành thân thể thiên đạo, gần như là chuyện không thể nào. Hoặc là nói, e rằng phải khắc khổ ít nhất mấy trăm năm. Sức mạnh của đồng tiền nha. Diệp Huyên không thể không cảm thán. Có tiền mua tiền cũng được. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện. Việc cấp bách bây giờ của hắn là tu luyện thân thể tốt,
sau đó tu luyện thiên đạo cảnh. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, pháp giới tuyệt đối sẽ không chịu để yên, mà tên bút đại đạo này lại không hề đáng tin. Bởi vậy, nếu không cố gắng mạnh lên, e rằng không đến mấy ngày nữa, Diệp Huyên hắn lại trở thành tiểu đệ trong tiểu đệ. Hắn cũng không muốn bị đánh đập. Hắn muốn ngầu. Ngầu đến cùng. Thời gian dần dần trôi đi, dưới sự trợ giúp của thiên đạo, thân thể Diệp Huyên bắt đầu xuất hiện thay đổi rõ ràng, mà cùng lúc đó, hơi thở của hắn cũng dần mạnh lên. Trong tinh không, thiên đạo nhìn Diệp Huyên đang tu luyện bên dưới, khẽ thở dài một hơi, trong tiếng thở dài mang theo rối rắm vô tận. Mình chính là thiên đạo, vậy mà lại trở thành một tên bồi luyện. Thật đau lòng. Lúc này, bút đại đạo bay tới bên cạnh thiên đạo, bút đại đạo nghiêm túc nói, thiên đạo, muốn đi theo Diệp thiếu không? Thiên đạo nhìn về phía bút đại đạo chân thành nói, tương lai là của Diệp thiếu, bây giờ đứng về phía Diệp thiếu, tương lai có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lại đây nào, cùng nhau đi theo Diệp thiếu, phát triển lớn mạnh, sáng tạo huy hoàng. Thiên đạo. Đi theo Diệp thiếu làm việc. Thiên đạo trần chờ rồi hỏi, bút đại đạo, hắn là người duy trì trật tự mà chủ nhân chọn thật hả? Nói thật, giờ nó cũng hơi nghi ngờ. Lý do quan trọng nhất là nó vẫn chưa nhận được thông tin gì. Trước đó, nó có hỏi thăm trong nhóm thiên đạo, những thiên đạo cũng chưa nghe nói đến chuyện này. Lẽ nào bút đại đạo nói dối? Nó cũng từng nghĩ vậy, nhưng rồi lại cảm thấy bút đại đạo chắc sẽ không dám nói dối. Đây chính là tôi lớn dễ bay đầu như chơi. Bút đại đạo nghe thấy thiên đạo nói vậy bèn cười hỏi, nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì sao ta có thể ra khỏi hệ ngân hà? Thiên đạo ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng. Bút đại đạo lại nói tiếp, đây là cơ hội có một không hai, người cần phải nắm chặt lấy nó. Thiên đạo do dự một lát rồi bảo, ta suy nghĩ chút đã. Bút đại đạo gật đầu, được thôi. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên bên dưới mà trầm ngâm. Cứ thế, thời gian trôi qua từng phút một. Giờ đây, Diệp Huyên đã nuốt 3 viên đan thiên đạo. Và cơ thể hắn cũng càng ngày càng trở khủng bố dưới sự giúp đỡ của đan dược và thiên đạo. Cả người Diệp Huyên xuất hiện vô số phù văn li ti màu vàng, mỗi một phù văn đều chứa đựng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cứ thế, khoảng một tháng sau, Diệp Huyên vẫn ngồi khoanh chân trong tinh không bỗng mở mắt ra. Ầm, ầm. Trong mắt Diệp Huyên bắn ra hai chùm sáng, thời không trước mặt hắn thoáng chốc đã biến thành tro tàn. Mà giờ phút này, phù văn màu vàng quanh người hắn đã biến thành màu tím đậm. Lúc này, bút đại đạo chợt xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên hỏi, thành công. Diệp Huyên gật đầu, bỗng siết chặt tay phải. Ầm. Vừa siết chặt, thời không xung quanh thế mà lại trực tiếp mở đi. Đây chỉ đơn giản là sức mạnh cơ thể. Diệp Huyên nhìn nắm tay của mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Kinh khủng thật. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình có cuồn cuộn sức mạnh. Lúc này, bút đại đạo cười nói, vậy tiếp theo, chúng ta bứt phá lên thiên đạo cảnh đi. Thiên đạo cảnh. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo nói, làm phiền rồi. Thiên đạo trần chờ nói, Diệp thiếu khách sáo rồi. Diệp Huyên cười, kế tiếp hắn bắt đầu xông lên thiên đạo cảnh. Đối với người khác, muốn đạt tới thiên đạo cảnh thì quả thật là cực kỳ khó khăn. Vì họ phải vượt qua ngưỡng cửa của thiên đạo, nhưng với Diệp Huyên lại khác. Thiên đạo hoàn toàn phối hợp với cả quá trình tu luyện của hắn. Ngân Hà Giới. Giờ phút này, một đám đạo sư trưởng lão đều tập hợp trong một căn đại điện, đạo sư phi ngư của Diệp Huyên cũng có mặt. Dẫn đầu chính là phó viện trưởng của Học viện Ngân Hà. Phó viện trưởng liếc mọi người có mặt trong điện rồi hỏi, mọi người thấy sao về chuyện của Diệp Huyên? Trong điện, trước mặt tất cả đều có một phần tài liệu. Hiển nhiên, họ đã biết lai lịch của Diệp Huyên. Diệp Huyên đến từ phàm giới và Liên minh Ngân Hà ở đó cũng do Diệp Huyên tiêu diệt. Rõ ràng là mục đích Diệp Huyên đến Học viện Ngân Hà cũng không đơn giản. Tuy Học viện và Liên minh đã không còn quan hệ gì nhiều, dù sao hai bên cũng đã rất lâu không liên lạc. Thế nhưng, cũng không thể coi là hoàn toàn không có quan hệ gì. Dù sao, Cổ Bái Nguyệt cũng đến từ Liên minh Ngân Hà. Bấy giờ, Phi Ngư bỗng mở miệng, hắn cũng không có nhằm vào học viện chúng ta.
Mọi người lập tức nhìn về phía bà ta. Phi Ngư tiếp tục nói, trái lại, hắn còn giúp đỡ đệ tử của chúng ta. Nếu không có hắn thì giờ chắc đệ tử chúng ta đã bị giết sạch rồi. Mọi người im lặng. Phi Ngư lại nói, hơn nữa, nếu hắn nhằm vào chúng ta thật thì thử hỏi xem ngoài viện trưởng ra còn ai có thể làm gì được hắn. Sắc mặt mọi người đều trở nên cay đắng. Bọn họ đã nhận được tin giờ Diệp Huyên đã có thể lập tức giết chết bá chủ viễn cổ. Lập tức giết chết đó. Lúc này, Phi Ngư lại nói tiếp, ta cảm thấy, chúng ta có thể tạo mối quan hệ, kết thiện duyên với hắn. Bây giờ, phó viện trưởng cũng gật đầu, vậy chuyện này bèn giao cho đạo sư Phi Ngư tới làm nhé. Ông ta nói đến đây bèn ngừng một chút lại hỏi, bắt đầu từ hôm nay, đạo sư Phi Ngư sẽ được thăng lên làm trưởng lão, tiến vào hội trưởng lão. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người trong điện đều lắc đầu. Phó viện trưởng khẽ gật đầu, nhìn về phía Phi Ngư nói, sau này chuyện của Diệp Huyên sẽ do bà phụ trách. Phi Ngư gật đầu, được. Phó viện trưởng tuyên bố tan họp. Mọi người đều rời đi. Sau khi Phi Ngư rời khỏi đại điện bèn ngẩng đầu nhìn chân trời đằng xa, mãi một lúc lâu sau, bà ta mới khẽ cong môi nở nụ cười quyến rũ chết người. Bên kia, ở một nơi nào đó trong hư không, một ông lão đang quan sát vùng đất hỗn loạn. Người này chính là đại trưởng lão Hàn Thiên của Hàn tộc. Hôm đó, sau khi Diệp Huyên giết người đàn ông Hàn tộc kia, còn buông lời tàn nhẫn với họ thì đương nhiên Hàn tộc sẽ không chịu để yên rồi. Có điều, khi ông ta đi vào vùng đất hỗn loạn thì lại hoảng sợ phát hiện mấy thế lực lớn nơi đây thế mà đều cúi đầu trước thiếu niên tên Diệp Huyên kia. Chuyện không đơn giản rồi đây. Thế nên, Hàn Thiên vẫn chưa đến gây chuyện với Diệp Huyên ngay. Ông ta quyết định điều tra rõ ràng trước rồi lại quyết định báo thù hay không sau. Trong tinh không, Diệp Huyên bỗng mở mắt, hắn mở tay ra, một luồng thần lôi đã xuất hiện trong tay hắn. Thần lôi thiên đạo. Thiên đạo cảnh. Bút đại đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyên cười nói, chúc mừng. Diệp Huyên hít sâu một hơi, phải công nhận rằng giờ đây hắn thật sự có cảm giác như mình đã vô địch. Thiên đạo cảnh, thiên đạo thể. Đặc biệt là thiên đạo thể, có thể nói giờ hắn đã hoàn toàn vô địch trong cùng một cảnh giới. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn thiên đạo cười nói, cảm ơn. Nếu không phải thiên đạo giúp đỡ thì hắn muốn đạt tới thiên đạo thể và thiên đạo cảnh, ít nhất cũng phải mất 200 năm. Thiên đạo cười nói, Diệp thiếu khách sáo quá rồi, đều là người một nhà, sau này đừng nói mấy lời khách sáo ấy nữa. Người một nhà, Diệp Huyên chớp chớp mắt, cười, ơn tình mà hôm nay thiên đạo huynh đã giúp đỡ, ta sẽ khắc ghi trong thâm tâm. Thiên đạo cười, khách sáo rồi, à, ta vốn họ Triệu nên đồng môn đều gọi ta Triệu Thiên Đạo. Triệu Thiên Đạo. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Triệu huynh, là thiên đạo mấy ông lợi hại hay là những pháp tắc kia lợi hại? Thiên đạo cười to nói, đương nhiên là thiên đạo chúng ta lợi hại, trên pháp tắc là đạo, mà đạo cũng gồm cả thiên đạo chúng ta. Tất nhiên, pháp thần của pháp giới cũng là một người cực kỳ lợi hại. Pháp thần. Diệp Huyên cau mày, còn lợi hại hơn cả thiên đạo mấy ông nữa hả? Thiên đạo chần chờ rồi nói, cụ thể lợi hại bao nhiêu thì ta không biết, nhưng vị pháp thần kia quả thật không đơn giản, ngay cả chúng ta cũng phải nể mặt nàng. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Triệu Thiên Đạo cười nói, Diệp thiếu, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi trước nhé. Dù sao, công việc trong người, quả thật cũng có chút bề bộn. Diệp Huyên cũng cười, được, Triệu Huynh, hẹn gặp lại. Triệu Thiên Đạo gật đầu rồi biến mất trong tinh không. Triệu Thiên Đạo đi rồi, Diệp Huyên mới hỏi, tiểu bút, vị pháp thần kia là một người như thế nào? Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hắn cần phải tìm hiểu một chút về pháp giới, dù sao đối phương rất có khả năng sẽ đến giết mình tiếp. Bút đại đạo nhàn nhạt nói, cậu cứ thoải mái đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, vị pháp thần kia cũng đánh không lại muội muội cậu. Diệp Huyên đen mặt, huynh nói cái gì vậy? Ta cũng không thể vẫn luôn làm một cậu ấm được, huynh nói xem có đúng không? Bút đại đạo im lặng một lúc mới nói, ta cảm thấy... Đối mặt với pháp thần thì tốt nhất là cậu nên làm một cậu ấm đi. Diệp Huyên nhíu mày, ý huynh là sao? Bút đại đạo trầm giọng đáp, người này là một truyền thuyết bên trong pháp tắc,
là một vị cực kỳ khủng bố, từng được coi là trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Ta cũng không biết thực lực của nàng mạnh thế nào. Dù sao, chính là rất rất mạnh, y như Bắc vậy. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo nói tiếp, nếu cậu gặp được nàng thì phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, cậu cũng không cần sợ. Dù gì, nàng cũng đánh không lại muội muội cậu. Chuyện này thì ta có thể đảm bảo với cậu. Diệp Huyên cạn lời. Chủ nhân huynh còn đánh không lại muội muội ta thì cấp dưới của y sao có thể đánh thắng được. Còn cần huynh đảm bảo chắc. Giờ, sao tiểu bút này cũng lươn lẹo thế nhỉ? Bấy giờ, bút đại đạo lại nói, ta cảm thấy, có lẽ pháp giới sắp đến giết cậu rồi. Diệp Huyên cười hỏi, tại sao? Bút đại đạo nặng nề nói, pháp giới đại biểu cho lực lượng pháp tắc, trong thế tục tương đương với quan phủ. Cậu giết pháp tắc, đoạt pháp ấn một cách trắng trợn như thế, họ chắc chắn sẽ không để yên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, bọn họ biết ta là vua dựa dẫm, lẽ nào không biết ta có chỗ dựa sao? Bút đại đạo đáp, biết cậu có chỗ dựa, nhưng không biết chỗ dựa cậu mạnh đến đâu. Diệp Huyên ngó bút đại đạo hỏi lại, không biết chỗ dựa của ta mạnh đến đâu. Bút đại đạo gật đầu, đúng vậy, bởi vì người biết, cơ bản đều chết hết. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủ nhân huynh vẫn còn ở đây. Bút đại đạo im lặng. Diệp Huyên chớp mắt, chủ nhân huynh vẫn chưa nói chuyện Thanh Nhi cho cấp dưới của y à. Bút đại đạo gật đầu, nếu là cậu, cậu có nói không? Diệp Huyên câm nín. Khó rồi đây. Bên phía chủ nhân bút đại đạo, chỉ có mấy người mạnh nhất biết sự đáng sợ của Thanh Nhi, còn những người khác lại không biết. Diệp Huyên bỗng nhiên thấy hơi đau đầu. Bút đại đạo lại nói, thực ra, bên chúng ta cũng rất rắc rối. Lúc trước, ta đi theo chủ nhân thì cũng không biết nhiều như vậy. Nhưng về sau, ta mới phát hiện, đám chúng ta cũng có lợi ích, đặc biệt là khi chủ nhân rất ít xuất thế. Cái vòng của chúng ta đã trở nên hơi loạn, có vài người bắt đầu làm việc phi pháp một cách trắng trợn. Có thể nói, nhiều chỗ đã hủ bại đến tận xương. Chẳng hạn như vùng đất hỗn loạn, chủ nhân quy định nơi này phải yên bình, không thể rối loạn. Song, pháp tắc lại bằng mặt không bằng lòng, nó chỉ cần nơi này không bị phá hủy, còn sự sống chết của các sinh linh lại hoàn toàn mặc kệ. Người giống như nó, vẫn còn có rất rất nhiều. Diệp Huyên im lặng một hồi lâu rồi nói, vậy nên, y để ta tới thay đổi. Bút đại đạo do dự một chút mới đáp, đúng vậy. Diệp Huyên đanh mặt lại, tiểu bút, rốt cuộc đây có phải là ý của chủ nhân huynh không? Huynh nói thật đi, được không? Bút đại đạo cười, ta cảm thấy, cậu hoàn toàn không cần để ý đến đây có phải ý của y không. Suy cho cùng, dù y có không đồng ý thì cậu cũng đã làm rồi, chẳng phải sao. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo tiếp tục nói, thay đổi trật tự, thay đổi tất cả, ta ủng hộ cậu. Diệp Huyên liếc nó, hay là huynh phản bội chủ nhân của mình rồi? Bút đại đạo vội nói, không thể nào. Diệp Huyên cười, ta chỉ thuận miệng nói thôi, huynh căng thẳng làm gì? Bút đại đạo câm nín một lúc mới nói, ta biết rất rất nhiều chuyện, ta đi theo cậu thì sẽ giúp được cho cậu rất nhiều. Diệp Huyên cười, vậy huynh muốn có được gì đây? Bút đại đạo im lặng một hồi rồi nói, ta không cần gì hết, ta cứ thích giúp đỡ người khác đó. Diệp Huyên cười nói, ta tạm thời tin huynh vậy. Hắn nói xong chớp chớp mắt hỏi, chủ nhân huynh có để lại bảo vật ở đâu không? Bút đại đạo đáp có. Diệp Huyên chân thành nói, chúng ta bắt tay cùng nhau trở nên mạnh mẽ, chế tạo huy hoàng đi. Bút đại đạo. Bảo vật của chủ nhân bút đại đạo. Phải công nhận là Diệp Huyên vẫn cực kỳ muốn. Diệp Huyên không chút chần chờ, liếc nhìn xung quanh rồi xoay người rời đi. Một lát sau, hắn đã đi đến dãy Quan Huyên. Dãy này chính là dãy mà Diệp Huyên chọn lúc trước. Giờ bên trên đã có hơn 1.000 tòa cung điện cả lớn lẫn nhỏ. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Mà Thư viện Quan Huyên vừa thành lập đã trở thành thế lực mạnh nhất ở vùng đất hỗn loạn. Bởi vì bên trong thư viện có 11 vị bá chủ viễn cổ. Phải nói là đội hình này thật sự khủng bố. Bên trong thư viện, Diệp Huyên ngồi trước một bậc thềm, cách đó không xa là một bức tượng đứng sừng sững. Chính là pho tượng của hắn. Bên cạnh Diệp Huyên là ám quân. Diệp Huyên bỗng mở miệng nói, thêm một bức tượng nữa. Ám quân nhìn Diệp Huyên,
Diệp Huyên khẽ nói, thêm một bức tượng của tiểu quan. Tần quan. Ám quân nghe vậy vội đáp, vâng. Diệp Huyên lại bảo, thêm ở toàn bộ thư viện luôn. Ám quân kính cẩn đáp, ta sẽ sắp xếp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu thư viện quan huyên không có tần quan bỏ vốn duy trì thì hoàn toàn không thể nào phát triển cho tới bây giờ. Lúc này, Diệp Huyên lại bỗng gọi, Thiên Trần. Thiên Trần nghe vậy lập tức xuất hiện. Diệp Huyên mở tay ra, pháp ấn kia bèn xuất hiện. Hắn nhìn Thiên Trần hỏi, ông có bằng lòng canh giữ giới này giúp ta không? Pháp ấn. Thiên Trần nghe thấy Diệp Huyên nói vậy lập tức kích động đến mức run rẩy, đứng lên nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười, ông cũng đã đi theo ta một thời gian ngắn rồi. Ta cảm thấy, con người khá tốt, nếu ông bằng lòng thì có thể canh giữ giới này, bảo vệ sự yên bình và trật tự nó giúp ta. Thiên Trần thoáng chốc cúi gập người đáp, ta bằng lòng. Diệp Huyên mở tay ra, pháp ấn kia chậm rãi bay tới trước mặt Thiên Trần. Pháp ấn này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, song với hắn thì nó cũng chỉ như vậy. Giờ đây, kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực của hắn đã bỏ xa nó. Nhưng với Thiên Trần thì pháp ấn này đủ để ông ta một bước lên trời. Thật sự thay đổi vận mệnh. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, bây giờ, ông đang ở cánh giới bá chủ viễn cổ. Nếu có cơ hội thì xông lên vô đạo cảnh đi, ta đã đánh tiếng rồi, đến lúc đó thiên đạo ở đây sẽ giúp đỡ ông. Thiên Trần nghe vậy ngây người, sau đó kích động nói, Diệp thiếu. Ta. Diệp Huyên cười, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn thành lập một cái thư viện, một cái trật tự hoàn toàn mới. Thiên Trần lập tức nói, ta thề sẽ sống chết theo sau. Diệp Huyên gật đầu, ông đi dung hợp với pháp ấn này đi. Thiên Trần kính cẩn cúi chào rồi lui ra. Diệp Huyên nằm ở trên bậc thềm, nhấc chân bắt chéo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, người đến chính là Phi Ngư. Diệp Huyên thấy Phi Ngư thì lập tức đứng lên cười hỏi, đạo sư Phi Ngư, sao ngươi lại đến đây? Phi Ngư cười đáp, tới thăm cậu một chút. Diệp Huyên cũng cười nói, ngồi đi. Phi Ngư gật đầu rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, nhìn Diệp Huyên nói, chúng ta đã biết thân phận và lai lịch của cậu. Diệp Huyên cười, ta cũng đoán được là thế. Phi Ngư nhìn thẳng vào Diệp Huyên hỏi, thái độ của cậu với Học viện Ngân Hà là gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ngươi yên tâm, ta không có ý xấu. Phi Ngư nghe thấy hắn nói vậy bèn thở phào một hơi mới đáp, vậy là tốt rồi. Diệp Huyên cười hỏi, có hứng thú đến thư viện quan huyên của ta không? Phi Ngư sửng sốt, sau đó hỏi, cậu nghiêm túc hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Phi Ngư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta không muốn rời khỏi Học viện Ngân Hà. Diệp Huyên cười nói, vậy thì thôi. Phi Ngư liếc Diệp Huyên rồi hỏi, cậu đã thống nhất vùng đất hỗn loạn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vùng đất hỗn loạn. Dù là Học viện Ngân Hà cũng không muốn chọc vào chỗ này, nhưng Diệp Huyên mới đến chưa bao lâu đã thống nhất nó. Điều này chứng tỏ, thực lực của hắn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bà ta rất rất nhiều. Đúng là yêu nghiệt mà. Diệp Huyên lại cười bảo, thực ra, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đến thư viện quan huyên để giúp ta. Hắn nói xong bèn mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ đã xuất hiện trước mặt Phi Ngư. Bên trong là 50 vạn pháp tinh. Phi Ngư thấy chiếc nhẫn ấy thì lập tức thay đổi sắc mặt, đương nhiên là bà ta biết sự quý giá của chúng. Đây chính là thần vật mà ngay cả bá chủ viễn cổ cũng khó cưỡng lại nỗi đó. Diệp Huyên nhìn Phi Ngư hỏi, đến thư viện của ta không? Phi Ngư suy nghĩ rồi nói, ta rất khó xử. Diệp Huyên cười, được rồi, ta cũng không ép. Hắn nói xong định cất nhẫn đi, xong Phi Ngư lại bỗng nhiên cầm lấy nó rồi nhìn Diệp Huyên nói. Ta chỉ hơi khó xử thôi, giờ đã không khó xử nữa rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Phi Ngư cất nhẫn đi, khẽ thở dài nói, đều là vì cuộc sống cả. Diệp Huyên cười, đến lúc đó, ta sẽ bảo người giúp người tăng lên đạo chi cảnh. Phi Ngư ngẩng phát đầu lên nhìn Diệp Huyên hỏi, thật hả? Diệp Huyên gật đầu. Phi Ngư trầm giọng nói, nếu thật là thế, sau này ta sẽ là người của cậu. Hả? Diệp Huyên sửng sốt. Gương mặt Phi Ngư chợt đỏ lên, vội vàng sửa miệng, ý ta là,
sau này ta sẽ là người của thư viện. Diệp Huyên cạn lời. Phi Ngư cười bảo, ta trở về báo tin đã, sau đó sẽ đến đăng ký. Diệp Huyên gật đầu. Phi Ngư xoay người rời đi. Phi Ngư đi rồi, Diệp Huyên bỗng hít sâu một hơi, cười nói, đến lúc trở về Thanh Thành nhìn xem rồi. Thanh Thành. Đi ra ngoài lâu như vậy, hắn đã rất lâu rồi chưa trở về. Diệp Huyên nghĩ là làm, trực tiếp thôi động kiếm Thanh Huyên, ngay sau đó biến mất khỏi tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã đến Thanh Thành. Giờ đây, Thanh Thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Học viện Thương Lan cũng đổi tên là Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên đứng trước cửa Thanh Thành nhìn cánh cổng quen thuộc, khẽ cong môi. Mùi hương quen thuộc. Diệp Huyên đi vào trong thành, hai bên đâu đâu cũng là đủ loại lái buôn, tràn ngập không khí thế tục. Hắn nhìn hai bên đường, từng hình ảnh lại nảy lên trong đầu. Diệp Liên. Diệp Huyên nghĩ đến DL thì khóe môi khẽ cong, những năm tháng trước đây ngoài sự cơ cực ra, thực ra vẫn có niềm vui. Lúc ấy, hắn cũng không có mong muốn gì xa vời, chỉ muốn sống yên ổn cả đời với muội muội. Nhưng tạo hóa trêu người. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn lắc đầu cười. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng lại nhìn cách đó không xa. Hắn đã từng gặp An Lan Tú, ở đây. An Lan Tú. Cô gái mà trước đây mình vừa gặp đã thương. An Quốc Sĩ. Diệp Huyên nhớ đến An Lan Tú thì không khỏi nở nụ cười. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi đi một hồi bỗng dừng lại. Giờ phút này, Diệp Huyên đã đứng trước một tòa phủ đệ. Diệp Phủ. Diệp Phủ ngày nay. Cánh cổng rách mướp, bức tường xung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn từ xa trông cực kỳ vắng lặng tiêu điều. Diệp Huyên nhìn Diệp Phủ trước mắt, ánh mắt lập tức toát ra đôi chút phức tạp. Tuy rằng hắn đã không còn quan hệ gì với nơi này, nhưng dù sao cũng đã sống ở đây lâu như vậy. Bấy giờ, cánh cổng của Diệp Phủ bỗng nhiên mở ra. Sau đó, một ông lão già nua chậm gì gì đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Huyên thì sắc mặt ông ta lập tức có chút đề phòng, nhưng chẳng mấy chốc đã cau mày, dần dà, con người ông ta chợt co rút lại rồi run rẩy nói cậu. Cậu! Diệp Huyên cười hỏi, ta có thể đi vào ngồi một chút không? Ông lão vội vàng nói, được, được. Ông ta nói xong, luống cuống mở cổng ra rồi run rẩy nói thiếu. Thiếu gia. Diệp Huyên mỉm cười rồi bước vào. Vừa vào sân hắn đã phát hiện Diệp Phủ từng huy hoàng nay đã rách nát không chịu nổi, bên trong còn tiêu điều hơn cả bên ngoài. Ông nội! Đúng lúc này, bỗng có một cô bé chạy tới, trông nó chỉ có 7-8 tuổi, tết bím tóc, trong tay còn cầm một thanh đoản kiếm. Dù tuổi nhỏ, nhưng ánh mắt nó lại cực kỳ kiên định, trên mặt cũng lộ ra vẻ chín chắn. Cô bé thấy Diệp Huyên thì hơi giật mình, rồi có chút đề phòng hỏi, ông nội, hắn là... Ông lão vội nói, Vũ Nhi, vị này là thiếu gia Diệp Huyên. Diệp Huyên. Diệp Vũ ngây người, kinh ngạc nói, người là thiếu gia Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, người gọi là Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi xoay người nhìn về phía ông lão hỏi, giờ Diệp Phủ còn lại bao nhiêu người? Ông lão cười khổ đáp, chỉ còn không đến mấy chục người. Diệp Huyên cau mày, ít như vậy. Ông lão gật đầu, hồi đó, sau khi thiếu gia rời khỏi Diệp tộc, chúng ta đã bị mấy thế lực khác chèn ép, dần dà, trong tộc vì ngày càng có nhiều đường phát triển tốt hơn đã chủ động rời đi. Giờ những người ở lại đều là một số người già yếu. Ông ta nói xong chậm rãi quỳ xuống, run rẩy nói, thiếu gia, mọi lỗi lầm đều là Diệp gia sai. Diệp Huyên im lặng. Ông lão tranh thủ kéo Diệp Vũ đến trước mặt Diệp Huyên, vội vàng nói, Vũ Nhi, quỳ xuống. Diệp Vũ cũng không quỳ. Ông lão thấy thế lập tức nổi giận, Vũ Nhi, mau quỳ xuống. Ông ta biết giờ Diệp Huyên tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh của Diệp Vũ, không thì Diệp Vũ muốn mạnh lên quả thật là rất khó. Bởi vì Diệp gia ngày này, đừng nói cung cấp tài nguyên tu luyện cho Diệp Vũ, ngay cả ăn no cũng là một vấn đề. Diệp Vũ nhìn Diệp Huyên, lại không chịu quỳ. Ông lão còn định nói gì đó, Diệp Huyên đã ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Vũ. Nhìn thanh kiếm trong tay cô bé cười hỏi, ngươi muốn làm kiếm tu? Diệp Vũ gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, tại sao muốn làm kiếm tu?
Diệp Vũ nhìn thẳng vào Diệp Huyên đáp, phục hưng lại Diệp tộc. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cười bảo, đi theo ta đi. Hắn nói xong bèn kéo tay Diệp Vũ đi về phía xa. Diệp Vũ xoay người nhìn ông lão, trong mắt tràn ngập vẻ quyến luyến nhưng nó cũng không dừng lại. Nó biết, nếu mình dừng lại thì cả đời sẽ không mạnh lên được. Lúc này, Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt ông lão, ta sẽ dẫn đứa nhỏ này đi. Ông lão lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói cảm ơn thiếu gia Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, dắt Diệp Vũ ra khỏi Diệp phủ. Trên đường, Diệp Vũ nắm tay Diệp Huyên, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên nói, ta nghe ông nội nói, lúc trước người đã bị gia tộc đuổi đi. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Vũ hỏi, người có hận gia tộc không? Diệp Huyên gật đầu đáp, từng hận. Diệp Vũ lại hỏi, còn giờ? Diệp Huyên cười đáp, không hận. Diệp Vũ tò mò, tại sao thế? Diệp Huyên mỉm cười đáp, sau này, người sẽ hiểu. Diệp Vũ nhỏ giọng nói, ta hiểu rồi. Không yêu nên cũng không hận. Với thiếu gia, Diệp tộc đã là quá khứ. Thế nên, cũng không có hận hay không hận. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Quả thật Diệp Huyên cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô bé trước mắt hắn đúng là không tầm thường chút nào. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền đến, Diệp công tử. Nghe thấy vậy, Diệp Huyên quay lại nhìn, thấy cách mình không xa có một ông lão đang đứng. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, ông là. Ông là bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, ta là Khương Niệm. Không biết Diệp công tử có còn nhớ chăng? Khương Niệm, thành chủ Thanh Thành, Diệp Huyên cười nói, hóa ra là Khương thành chủ. Năm đó khi hai huynh muội ta rời khỏi Thanh Thành, Khương thành chủ còn đích thân tới tiễn và tặng quà, sao Diệp Huyên có thể quên chuyện này được chứ? Nghe vậy, Khương Niệm nhất thời mỉm cười, kích động nói, Diệp công tử, không ngờ đời này còn được gặp lại cậu lần nữa. Thật ra lão vẫn luôn giám thị Diệp tộc. Nhưng lão không hề chém tận giết tuyệt, dù sao Diệp Huyên cũng tới từ Diệp tộc, nếu tuyệt tình quá chỉ sợ sẽ khiến Diệp Huyên không vui, thế nên mấy năm gần đây, lão, Lý Gia và Trương Gia cũng chỉ giám thị Diệp tộc, không cho bọn họ ngóc đầu trở lại, chứ không hề chém tận giết tuyệt. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên dẫn Diệp Vũ đi, lão đã cảm thấy thật may mắn. Vì rõ ràng Diệp Huyên cũng không có suy nghĩ tiêu diệt toàn bộ Diệp tộc. Khương Niệm đột nhiên lắc đầu cười, bao nhiêu năm rồi mà Diệp công tử vẫn trẻ như vậy, còn ta, sắp sửa xuống lỗ tới nơi rồi. Diệp Huyên cười nói, những năm qua Khương thành chủ vẫn khỏe chứ. Khương Niệm gật đầu, cũng tạm tạm. Nói rồi, ông lão hơi do dự một lát, sau đó cung kính cúi người, Diệp công tử, lão có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyên gật đầu, cứ nói đừng ngại. Khương Niệm vội quay đầu nhìn về phía người thanh niên vẫn cung kính đứng một bên, mau lại đây. Thanh niên kia vội vàng đi đến trước mặt Diệp Huyên. Khương Niệm nói, Diệp công tử, đây là hậu bối của Khương gia ta, mong được công tử dìu dắt đôi điều. Diệp Huyên liếc nhìn người thanh niên, y cũng cung kính chào hỏi, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, theo ta được biết thì bất kỳ ai cũng có thể gia nhập thư viện Quan Huyên, thế sao cậu ta lại không tới thư viện Quan Huyên? Khương Niệm cười khổ, chắc hẳn Diệp công tử cũng không biết, hàng năm thư viện đều cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Người bình thường muốn dự tuyển vào thư viện là chuyện cực kỳ khó. Diệp Huyên nhíu mày, sao cơ? Thư viện còn áp dụng quy tắc ngầm gì nữa à? Khương Niệm vội vàng lắc đầu, không phải vậy đâu, chỉ là quá trình tuyển người của thư viện mỗi năm đều quá nghiêm ngặt. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền hiểu ngay. Hậu bối nhà Khương Niệm rõ ràng không đủ tiêu chuẩn của thư viện, nên muốn hắn cho đi cửa sau đây mà. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên bèn cười bảo, Khương thành chủ, ta cũng không tiện tự ý thay đổi quy củ của thư viện. Hay ông xem thế này được không? Mấy năm nay ta lang bạt bên ngoài cũng có thu được một vài phương pháp tu luyện, ta sẽ tặng nó cho Khương tộc các ông. Khương Niệm nhất thời do dự. Nếu so với phương pháp tu luyện thì lão muốn để cháu mình vào được thư viện Quan Huyên hơn. Dù sao thì hiện giờ thư viện Quan Huyên cũng là thế lực đứng đầu thanh thương giới. Diệp Huyên đột nhiên mở tay ra, một chiếc nhẫn không gian từ từ di chuyển đến trước mặt Khương Niệm, ông nhìn thử xem. Khương Niệm nhìn qua chiếc nhẫn không gian, ngay sau đó, đồng tử lập tức co nhỏ lại, lão vội vàng kéo thanh niên kia cùng quỳ xuống,
run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyên mỉm cười, khẽ nâng bàn tay lên, hai ông cháu Khương Niệm liền được đỡ dậy. Diệp Huyên cười nói, đợi cậu ta tu luyện có thành tựu thì có thể vào thư viện Quan Huyên. Khương Niệm run giọng đáp, vâng, vâng. Diệp Huyên mỉm cười, rồi lại lấy ta một chiếc bình ngọc màu trắng đưa cho Khương Niệm, Khương thành chủ, đây là thọ nguyên đan có thể nâng cao tuổi thọ. Ta thấy tuổi thọ của ông cũng không còn nhiều, chắc hẳn nó có ích đối với ông đấy. Khương Niệm nghe xong liền quỳ xuống ngay tắp lự, giọng run run, đa tạ Diệp thiếu gia. Đa tạ Diệp thiếu gia. Nói rồi, lão dập đầu thật mạnh. Diệp Huyên cười nói, hẹn ngày gặp lại nhé Khương Niệm thành chủ. Dứt lời, hắn kéo Diệp Vũ, quay lưng rời đi. Khương Niệm vẫn còn đương dập đầu, cho đến khi bóng dáng của Diệp Huyên và Diệp Vũ khuất thì mới ngừng. Nhìn chiếc bình ngọc trong tay, lão không kìm được kích động. Thọ nguyên. Đúng như lời Diệp Huyên nói, thật ra lão cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng hiện giờ đã có thọ nguyên đan rồi, còn có cả công pháp tu luyện tối cao, nói cách khác, lão có thể sống được lâu hơn. Lúc này, người thanh niên kia đỡ Khương Niệm dậy, ra ra, người kia chính là vị Diệp thiếu gia bị Diệp tộc đuổi ra khỏi nhà trước đây ư. Khương Niệm gật đầu, đúng vậy. Thanh niên kích động nói, vậy người đó cũng chính là viện trưởng của thư viện Quan Huyên. Khương Niệm lại gật đầu, đúng. Nghe thấy vậy, thân thể của thanh niên khẽ run run, trời ơi, không ngờ còn lại gặp được viện trưởng của thư viện Quan Huyên. Khương Niệm nhìn về phía xa bằng ánh mắt phức tạp, con à, con phải hiểu rõ một chuyện, sau này nếu ra ngoài làm gì thì nhất định phải thật khiêm tốn, kết nhiều thiện duyên vào nhé. Thanh niên vội gật đầu, con hiểu rồi ạ. Khương Niệm nói khẽ, nào có ai ngờ mối duyên lành nho nhỏ mà năm xưa ta kết thành, hiện giờ không chỉ thay đổi vận mệnh của ta mà còn giúp thay đổi cả số phận của Khương gia. Nói rồi, lão khẽ lắc đầu, vận mệnh đúng là kỳ diệu thật đấy. Một lát sau, Khương Niệm dẫn theo cháu mình rời đi. Trên đường phố nơi xa, Diệp Vũ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên, huynh giỏi đến mức nào vậy? Diệp Huyên chớp mắt, cực kỳ đỉnh luôn. Diệp Vũ tò mò, cực kỳ đỉnh là giỏi đến mức nào? Diệp Huyên cười đáp, hiện giờ nhóc sùng bái ai nhất? Diệp Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, Thanh Khâu tỷ tỷ của văn viện thuộc thư viện Quan Huyên. Sau đó, cô bé ngước nhìn Diệp Huyên, có phải huynh còn giỏi hơn tỷ ấy gấp trăm lần không? Biểu cảm của Diệp Huyên cứng đờ. Diệp Vũ chớp mắt, gấp 10 lần hả? Diệp Huyên lắc đầu bật cười, ta là viện trưởng của thư viện Quan Huyên, thật ra cũng không sành sỏi chuyện đánh nhau lắm, thứ ta am hiểu là đọc sách. Hiểu chưa nhóc? Diệp Vũ hơi gật đầu, hiểu rồi ạ. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn về phía xa, chúng ta tới nơi rồi. Lý Phủ. Năm xưa lúc hắn và muội muội rời khỏi Thanh Thành, gia chủ của cả ba gia tộc lớn đều tới đưa tiễn và tặng lễ vật. Hắn đã giúp đỡ Khương gia, tất nhiên cũng không thể quên hai nhà còn lại. Diệp Huyên kéo Diệp Vũ đi tới cửa Lý Phủ. Lúc này có một thị vệ cản hai người lại, Diệp Huyên cười nói, phiền ngươi thông báo một câu, cứ nói Diệp Huyên tới bái phỏng. Diệp Huyên. Thị vệ nhìn Diệp Huyên một lát, thấy khí độ của hắn bất phàm thì không dám coi thường. Lập tức nói, xin các hạ chờ chút. Sau đó liền quay lưng đi vào trong. Một lát sau, có một thiếu niên đi ra, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, phản ứng đầu tiên của y là ngẩn người, tiếp đó run run cất lời, viện trưởng Diệp. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiếu niên nghe thấy vậy liền hào hứng không thôi, y rất kích động, Lý Liên xin chào viện trưởng Diệp. Diệp Huyên. Thị vệ kia đứng một bên lập tức hóa đá. Không ngờ người trẻ tuổi này lại là viện trưởng Diệp Huyên của thư viện Quan Huyên. Đây chính là nhân vật cỡ thần tiên còn gì. Diệp Huyên mỉm cười, tộc trưởng Lý Ngọc đâu rồi? Lý Liên nghe thấy vậy, vẻ mặt lập tức ảm đạm hẳn, Diệp công tử, mấy năm trước gia phụ đã về cõi tiên. Mấy năm trước? Diệp Huyên nghe thấy vậy liền nhíu mày. Lý Liên vội vàng nói, Diệp công tử, mau mau vào phủ đi đã. Diệp Huyên lại khẽ lắc đầu, thôi khỏi. Dứt lời, hắn mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian chậm chậm bay đến trước mặt Lý Liên, mong rằng nó có thể giúp được Lý gia phần nào. Lý Liên mở nhẫn không gian ra nhìn, lập tức sửng sốt,
sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên và Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Huyên đã dẫn theo Diệp Vũ khuất bóng tít đằng xa. Ở chỗ cũ, Lý Liên đột nhiên quỳ xuống, kích động nói, đa tạ ơn đức của viện trưởng Diệp. Một lát sau, Diệp Huyên dẫn theo Diệp Vũ đi tới Trương Phủ. Lúc đến Trương Phủ, bọn họ nhất thời sửng sốt. Không ngờ Trương Phủ của hiện tại lại cũ nát khó coi chẳng khác gì Diệp Phủ. Nhìn thấy vậy, Diệp Huyên bèn nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra? Dứt lời, hắn kéo Diệp Vũ đi tới cửa và gõ gõ. Một lát sau, có ông lão già yếu mở cửa ra, vừa nhìn thấy Diệp Huyên và Diệp Vũ, ông lão lập tức lộ vẻ cảnh giác, hai người là. Diệp Huyên trầm giọng đáp, tộc trưởng Trương Liệt có ở đây chứ? Trương Liệt, giọng ông lão run run, các hạ là. Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Ông lão sững sờ, sau đó kích động thốt lên, cậu chính là người năm xưa mà Diệp tộc. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão vội vàng mở rộng cửa, kích động nói, Diệp thiếu gia, mời cậu vào trong. Diệp Huyên dẫn Diệp Vũ đi vào, đám người vây xung quanh họ lúc này cũng hệt như ở Diệp tộc, toàn người già yếu bệnh tật. Bỗng một thiếu niên đi tới trước mặt Diệp Huyên, giọng run run, viện trưởng Diệp. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, gia chủ Trương Liệt không còn sống nữa à? Thiếu niên vội vàng gật đầu, mấy năm trước gia phụ đã bị kẻ khác giết hại. Diệp Huyên nói, ai giết? Thiếu niên đáp, Bắc Tông. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn chưa từng nghe về thế lực này. Diệp Huyên nhìn một vòng, sau đó mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian chậm chậm bay tới trước mặt thiếu niên, năm xưa tộc trưởng Trương Liệt và ta từng kết chút thiện duyên, mong rằng món đồ này có thể giúp Trương gia. Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống khóc giống, viện trưởng Diệp, mấy năm qua Bắc Tông không ngừng trả thù Trương gia chúng tôi, mong viện trưởng Diệp ra tay cứu giúp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, yên tâm, từ hôm nay trở đi, Bắc Tông sẽ không dám tới gây phiền phức cho các người nữa. Dứt lời, hắn đưa theo Diệp Vũ quay gót rời đi. Nhóm của thiếu niên đứng tại chỗ vội vàng dập đầu. Sau khi rời khỏi Trương Phủ, Diệp Huyên khẽ thở dài, ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, huynh muốn tiêu diệt Bắc Tông à? Diệp Huyên lắc đầu. Diệp Vũ chớp mắt, sao lại không? Diệp Huyên mỉm cười, bởi vì ta không chắc đây là lỗi của Bắc Tông hay Trương gia, trong thế tục mà nảy sinh phân tranh là chuyện rất đối bình thường, nếu ta chưa hỏi rõ nguyên do mà đã diệt cả tộc người ta thì sẽ không công bằng với rất nhiều người. Diệp Vũ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, chẳng phải người ta hay bảo kẻ mạnh có quyền làm theo ý thích đó sao? Diệp Huyên mỉm cười, nếu nhóc trở thành cường giả đứng đầu, vậy nhóc sẽ làm gì? Diệp Vũ im lặng một lát mới đáp, ta không biết. Nói rồi, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, huynh nói sao thì ta sẽ làm y vậy. Diệp Huyên xoa đầu Diệp Vũ, sau đó bảo, đừng nịnh nọt ta. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, không nịnh huynh thì ta mạnh lên kiểu gì. Diệp Huyên. Nghe Diệp Vũ nói vậy, Diệp Huyên không khỏi liếc nhìn cô bé. Suy nghĩ của cô bé này cũng quá trưởng thành rồi đó. Đây cũng chẳng phải chuyện quá tốt. Song hắn lại không nói thêm gì. Diệp Huyên kéo Diệp Vũ đi tới Bắc Tông. Bắc Tông là một môn phái nhỏ, tất nhiên vẫn mạnh hơn một vài thế lực ở Thanh Thành rất nhiều. Vừa tới Bắc Tông thì nhóm Diệp Huyên đã bị một ông lão ngăn lại. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ai đó? Diệp Huyên cười nói, ta muốn gặp tông chủ Bắc Tông của các ông. Ông lão nheo mắt, cậu là ai? Diệp Huyên đột nhiên vung tay áo lên, một thánh kiếm phóng thẳng lên trời. Chân trời lập tức bị phá ra thành một lỗ hổng cực lớn. Sắc mặt ông lão lập tức tái mét, ông ta kinh hãi thốt, cậu. Diệp Huyên cười nhắc lại, ta muốn gặp tông chủ của các ông. Ông lão vội nói luôn, xin chờ chút. Sau đó quay lưng đi vào trong. Chỉ lát sau, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đó chính là tông chủ Bắc Tông. Tông chủ Bắc Tông vội vàng ôm quyền chào hỏi, các hạ là. Diệp Huyên cười đáp, ân oán giữa Bắc Tông và Trương gia có thể kết thúc được rồi chứ. Trương gia. Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt của tông chủ Bắc Tông biến đổi, ông ta thoáng do dự rồi hỏi, các hạ là. Diệp Huyên nhìn tông chủ Bắc Tông, trả lời ta đi đã. Tông chủ Bắc Tông vội đáp, tất nhiên là được. Diệp Huyên khẽ gật đầu,
sau đó kéo Diệp Vũ rời đi. Lúc này, tông chủ Bắc Tông đột nhiên hỏi, các hạ có phải là Diệp công tử không? Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn về phía tông chủ Bắc Tông, ông biết ta sao? Tông chủ Bắc Tông cung kính đáp, trong thư viện Quan Huyên có tượng của công tử. Diệp Huyên cười nói, ra vậy. Sau đó, bóng dáng của hắn và Diệp Vũ biến mất ở cuối chân trời. Tông chủ Bắc Tông vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trên mặt túa đầy mồ hôi lạnh. Diệp Huyên. Người này chẳng khác nào thần linh tại thanh thương giới vậy. Ông ta không ngờ mình lại có thể gặp được Diệp Huyên. Tông chủ Bắc Tông nhìn chân trời đằng xa, lẩm bẩm kiếm tu đứng đầu thanh thương giới. Diệp Huyên đưa Diệp Vũ tới thư viện Quan Huyên, cũng giống những ngày khác, hôm nay thư viện Quan Huyên vô cùng náo nhiệt. Ngày nào cũng có người tới thư viện Quan Huyên nói rằng muốn gia nhập. Có thể nói rằng muốn vào được thư viện chẳng khác nào cá chép vượt vũ môn, thay đổi cả cuộc đời. Nền văn minh võ đạo ban đầu của Thanh Châu vốn dĩ rất lạc hậu, nhưng sau khi thư viện Quan Huyên xuất hiện đã nâng tầm nền văn minh võ đạo tại nơi này lên một tầm cao mới. Hơn nữa, muốn ra khỏi thanh thương giới, tìm đến những vũ trụ rộng lớn hơn, cách nhanh nhất chính là vào được thư viện Quan Huyên. Bởi vì hiện giờ thư viện Quan Huyên đã có mặt ở khắp các vũ trụ rồi. Mà hàng năm, chi nhánh thư viện Quan Huyên ở khắp mọi nơi sẽ tổ chức tỷ thí văn võ. Lúc Diệp Huyên đưa Diệp Vũ đi tới cửa thư viện Quan Huyên, bỗng có một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ. Đó chính là Mạc Vân Khởi. Hiện giờ Mạc Vân Khởi đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Diệp Huyên cười gọi, lão Mạc. Mạc Vân Khởi hồ hởi hỏi, Diệp thổ phỉ, sao tự dưng ngươi quay về thế? Diệp Huyên cười đáp, nhớ các ngươi đó, nên quay lại thăm. Mạc Vân Khởi cười ha hả, còn khước ta mới tin. Nào, vào thư viện thôi. Diệp Huyên gật đầu. Mạc Vân Khởi dẫn Diệp Huyên vào nội viện, họ vừa bước vào liền nhìn thấy Bắc Trạch và Kỳ An Chi. Nhìn thấy Diệp Huyên, Bắc Trạch cười ha hả, sau đó đi tới ôm chặt lấy Diệp Huyên. Kỳ An Chi liếc Diệp Huyên một cái, im lặng tiếp tục gặm đùi gà nhảy mỡ trong tay. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi, cười gọi, An Chi. Kỳ An Chi gật nhẹ đầu. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, ta giao nhóc này lại cho hai người đó. Mạc Vân Khởi nhìn sang Diệp Vũ, cười nói, nhóc đi theo ta. Diệp Vũ đột nhiên nhìn Diệp Huyên, hỏi, chúng ta còn gặp lại chứ? Diệp Huyên mỉm cười, chắc chắn. Nói rồi hắn mở bàn tay, một sợi kiếm ý từ bên trong bay ra rồi chui vào trong cơ thể Diệp Vũ. Diệp Huyên ngồi xổm trước mặt Diệp Vũ, chân thành nói, nếu nhóc muốn chấn hưng Diệp tộc thì phải cố gắng vào, biết chưa? Diệp Vũ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Diệp Huyên cười nói, ta tin nhóc. Diệp Vũ nhìn Diệp Huyên giây lát, sau đó quay người đi theo Mạc Vân Khởi và Bắc Trạch. Nơi này chỉ còn này Diệp Huyên và Kỳ An Chi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Kỳ An Chi, giơ tay lau sạch chỗ mỡ rơi ra khóe miệng nàng ta, cười nói, đi dạo một lát với ta nhé. Nói rồi, hắn liền kéo tay Kỳ An Chi. Kỳ An Chi cũng không chống cự. Diệp Huyên kéo Kỳ An Chi đi về phía sau núi. Dọc đường đi, hắn quay đầu nhìn nàng ta. Cười hỏi, mấy năm qua cô vẫn ổn chứ? Kỳ An Chi gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có muốn đi cùng ta không? Kỳ An Chi im lặng một lúc lâu mới lắc đầu đáp, ta ở lại đây chờ ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu ta không về nữa thì sao? Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, thì cứ chờ thôi. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, mãi sau mới ôm Kỳ An Chi vào lòng. Mặt trời ngả về phía tây. Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Diệp Huyên chỉ quay lại gặp bạn bè chứ không công khai rộng rãi. Sau khi gặp được nhóm Kỳ An Chi, hắn liền đi tới hoàng cung của Thác Bạt Ngạn. Tất nhiên hắn không quên người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời này của mình. Trong hoàng cung, Thác Bạt Ngạn đang xử lý chính sự đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Diệp Huyên, khóe môi nàng ta liền cong lên thành nụ cười. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, cười nói ta về rồi đây. Thác Bạt Ngạn đứng dậy, chậm chậm ôm lấy Diệp Huyên, khẽ đáp, về rồi là được. Diệp Huyên ôm chặt lấy Thác Bạt Ngạn, nhà. Phải công nhận, quay về Thanh Châu mới khiến hắn có cảm giác có nhà. Vì nơi này có người hắn yêu, có bạn bè của hắn.
Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạt ngồi ở cửa địa điện, hiện giờ đương lúc nửa đêm, một vầng trăng treo giữa trời sao. Thác Bạt Ngạn đang nằm trong lòng Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, ta muốn sinh con cho chàng. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, lần nào chúng ta cũng không sử dụng biện pháp, tại sao ta lại không, trúng thưởng, bao giờ nhỉ? Diệp Huyên trầm giọng nói, có lẽ là vì huyết mạch của ta, cũng có thể do nguyên nhân khác. Thác Bạt Ngạn nhíu mày, nguyên nhân khác. Diệp Huyên khẽ gật đầu, phức tạp lắm, nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết hết. Thác Bạt Ngạn gật đầu, vâng. Diệp Huyên nhìn mỹ nhân Thác Bạt Ngạn đang ôm trong lòng, mỉm cười, biết đâu thử thêm vài lần nữa lại có thì sao. Thác Bạt Ngạn nghe thấy vậy liền đỏ bừng hai má. Diệp Huyên cất tiếng cười sang sảng, ôm lấy Thác Bạt Ngạn rồi biến mất. N ngày sau. Diệp Huyên rời khỏi Hoàng Cung, quay về vùng đất hỗn loạn. Hiện giờ thư viện Quan Huyên tại vùng đất hỗn loạn đã có quy mô đơn giản. Bởi vì sau khi thư viện Quan Huyên trở thành thế lực đứng đầu vùng đất hỗn loạn, nơi mà rất nhiều người có thể gia nhập chỉ có mình thư viện Quan Huyên, trong tình cảnh ấy, thư viện lại càng ngày càng có nhiều người muốn tới tham gia. Trong một đại điện nào đó, Diệp Huyên ngồi ở vị trí chủ trì, trước mặt hắn là 11 bá chủ viễn cổ, đứng đầu bọn họ chính là Thiên Trần. Tất cả mọi người đều biết Diệp Huyên đã giao pháp ấn cho Thiên Trần, hay nói cách khác, Thiên Trần chính là pháp tắc tại vùng đất hỗn loạn này. Tất nhiên Diệp Huyên mới là lão đại thực sự. Diệp Huyên lướt nhìn một vòng những người đang ngồi, sau đó nói, các ngươi đều phải tuân thủ quy tắc của thư viện, rõ cả chưa? Đám người lập tức gật đầu. Bọn họ vừa kính vừa sợ Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Phi Ngư, cười hỏi, sau khi tới thư viện Quan Huyên, Phi Ngư đạo sư đã quen chưa? Phi Ngư vội đáp, cũng quen rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thư viện vừa mới xây dựng còn cần rất nhiều nhân tài, ta mong ngươi sẽ giúp ta chiêu mộ hiền tài. Phi Ngư cười đáp, ngươi muốn cướp người của học viện Ngân Hà à? Diệp Huyên lắc đầu, trong học viện Ngân Hà, ta chỉ cần mỗi mình đạo sư, người khác đều không quan trọng. Phi Ngư nghe xong liền chớp mắt, thật ư? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Phi Ngư che miệng cười khẽ, ta vui lắm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mục đích của các vị đều là tu luyện, ta hiểu rõ chuyện này, thế nên sẽ cố gắng dốc hết sức giúp đỡ các vị nâng cao bản thân hơn. Đám người trong điện nghe xong đều khó kìm được hào hứng. Mục đích của bọn họ tất nhiên chính là muốn mạnh hơn nữa. Nào có ai bằng lòng ở mãi vô đạo cảnh cơ chứ? Diệp Huyên đột nhiên nói, Hàn tộc có động tĩnh gì? Lúc này Thiên Trần đi ra, trầm giọng đáp, bọn ta nhận được tin tức Hàn tộc phái một trưởng lão tới vùng đất hỗn loạn, nhưng sau đó đối phương rời đi rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu đã đi rồi thì tạm thời không cần để ý tới kẻ đó nữa. Dứt lời, hắn đứng dậy, chuyện của thư viện cảm phiền các vị rồi. Thiên Trần vội nói, Diệp thiếu gia yên tâm, chuyện của thư viện cũng là chuyện của bọn ta. Bọn ta sẽ dốc sức đảm đương ổn thỏa. Diệp Huyên cười nói, được. Nửa canh giờ sau, cuộc họp kết thúc. Trong điện, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, sau đó nhoáng cái biến mất, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện tại một vùng tinh không nào đó. Phía trước hắn không xa là một lão già mặc áo đen đang đứng. Lão già áo đen nhìn Diệp Huyên, không nói câu nào. Diệp Huyên cười cười cất lời, pháp giới ư. Vẻ mặt lão ta lạnh tanh, người phá vỡ quy tắc. Diệp Huyên cười nói, ông tới để nói chuyện tử tế với ta hay đang tới tính sổ đấy? Lão già áo đen lắc đầu, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Diệp công tử, chúng ta biết ngươi và Bút Đại Đạo quen nhau, cũng có chút quan hệ với chủ nhân, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng ngươi có thể tùy ý làm loạn. Bây giờ chúng ta yêu cầu ngươi trả lại pháp ấn, đồng thời xin lỗi pháp giới ta. Nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt. Trả giá đắt. Diệp Huyên toan nói gì đó thì Bút Đại Đạo đã lên tiếng trước, đắt cỡ nào. Lão già áo đen nhìn sang Bút Đại Đạo, Bút Đại Đạo, ngươi cấu kết với người ngoài sát hại pháp tắc, có biết ngươi đã phạm phải tội lớn khó dung tha không hả? Bút Đại Đạo cười lành, tội lớn khó dung tha. Lão già, lão đừng dọa ta chứ. Lão cũng biết pháp tắc và các thế lực ở đây cấu kết với nhau để kiếm thêm lợi ích. Như vậy là đã làm trái với ý của chủ nhân, lão,
Lão già áo đen phất tay áo, cho dù nó sai thì cũng có pháp giới quản lý, vì sao các ngươi lại giết nó? Dựa vào cái gì? Nghe thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Bút đại đạo cười ha hả, xem ra pháp giới cũng đã nát tới tận xương tủy rồi. Lão già áo đen nhìn chằm chằm bút đại đạo, ngươi tưởng mình vẫn là bút đại đạo trước kia ư? Chúng ta nể tình đôi chút mà ngươi lại tự đề cao bản thân như thế, hừ. Nói rồi, lão ta lại nhìn sang Diệp Huyên, khinh thường nói, còn ngươi nữa, ngươi tưởng mình có chỗ dựa thì là vô địch chắc. Hảo Huyền. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không hề che giấu sát ý trong mắt không hề che giấu sát ý, trên người ông ta dần dần tràn ra một luồng khí thế kinh khủng. Diệp Huyên giết pháp tắc, đồng thời cướp đi pháp ấn, đây cũng không đơn giản là khiêu khích pháp giới, mà chính là tranh đoạt lợi ích với pháp giới. Lợi ích. Mặc dù pháp tắc của pháp giới là pháp tắc trong thiên địa, nhưng chúng nó cũng cần tu luyện, cũng muốn mạnh hơn. Bởi vậy, hễ là nơi có pháp tắc thì đều mang lại lợi ích cho pháp giới. Mà bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi của Diệp Huyên chính là đang tranh đoạt lợi ích với pháp giới, sao bọn họ có thể nhịn được? Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt ông lão giống như ngưng thành thực chất. Nghe thấy lời nói của ông lão, Diệp Huyên khẽ cười, pháp tắc, ta giết rồi. Pháp ấn, ta cướp rồi. Khó chịu, vậy tới giết ta đi, ta cầu xin được giết. Nghe vậy, sắc mặt ông lão thoáng chốc trở nên dữ tợn, Diệp Huyên, ngươi cho rằng. Diệp Huyên chợt xua tay, nói lời hung ác gì chứ, đừng nhiều lời nữa. Mau đến đánh ta đi. Tay phải ông lão đột nhiên siết chặt, lực lượng pháp tắc kinh khủng từ trong cơ thể ông ta tuôn ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyên bất chợt biến mất. Vèo. Ông lão còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên thủng ấn đường ông ta. Siết trong chớp nhoáng. Ông lão ngẩn người ngay tại chỗ, hai mắt ông ta trợn tròn, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt ông lão, khóe miệng cong lên nở nụ cười khinh thường, chỉ đến vậy. Ông lão gằn giọng nói, nếu ta chết, pháp giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, đáng tiếc, ngươi không được nhìn thấy ngày đó rồi. Nói xong, hắn vung kiếm chém ra. Vèo. Đầu ông lão trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyên nở nụ cười khinh thường, thứ đồ gì không biết. Nói xong, hắn lập tức chia tay phải ra, pháp ấn của ông lão bị hắn thu vào. Mà đúng lúc này, chân trời xa xăm bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một luồng sáng trắng tuôn trào, đồng thời, một tia thần lôi màu vàng đánh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, cổ tay phải khẽ cử động, chợt đâm ra một kiếm. Vèo. Kiếm nhân gian phóng lên tận trời. Quỳnh. Chân trời, thần lôi kia lập tức vỡ vụn. Lúc này, một bóng mờ xuất hiện nơi chân trời, hắn ta nhìn xuống Diệp Huyên, người đang tuyên chiến với pháp giới ta sao? Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, khẽ cười nói, giờ mới nhìn ra à? Nói xong, hắn chợt chém ra một kiếm. Vèo. Trong nháy mắt bóng mờ kia bị kiếm quang chém nát. Diệp Huyên thu kiếm, sắc mặt lạnh lẽo. Bút đại đạo trầm giọng nói, xem ra, chúng ta không cách nào làm lành với pháp giới rồi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tiểu bút, chủ nhân huynh cứ mặc kệ những pháp tắc này sao? Bút đại đạo khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyên nhíu mày, huynh thở dài cái gì? Bút đại đạo trầm giọng nói, không phải mặc kệ, mà là nhiều khi y cũng không quản được. Tương tự pháp tắc và thiên đạo thì còn có đạo tắc. Thật sự rất nhiều, chủ nhân không thể nào lo cho tất cả mọi nơi. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo nói tiếp, giống như trong thế tục, mỗi một thôn đều sẽ xuất hiện tham quan, cậu cảm thấy hoàng đế có thể biết hết không? Diệp Huyên khẽ lắc đầu, những pháp tắc này tượng trưng cho trật tự, nếu chúng nó xảy ra vấn đề, vậy cũng không phải là vấn đề nhỏ. Bút đại đạo nói, đúng vậy. Diệp Huyên nói, huynh có thể trực tiếp liên hệ với chủ nhân huynh không? Bút đại đạo lập tức nói, không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, chẳng lẽ huynh thật sự là tự trốn ra ngoài? Bút đại đạo vội vàng nói, sao có thể? Sở dĩ ta không cách nào liên hệ với chủ nhân là bởi vì chủ nhân đã rời khỏi hệ ngân hà rồi. Về phần đi nơi nào, ta cũng không biết. Diệp Huyên nói, có phải bởi vì chủ nhân huynh rời đi rồi, cho nên huynh mới trốn ra được?
Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, không phải. Diệp Huyên khẽ thở dài, tiểu bút, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau hay không? Tiểu bút trầm giọng nói, ta đi theo cậu, cậu có lấy được lợi ích gì không? Diệp Huyên gật đầu, có. Bút đại đạo còn muốn nói điều gì, Diệp Huyên đã nói, tiểu bút, cũng không phải ta khăng khăng muốn theo đuổi chân tướng gì, chỉ là, ta cũng muốn biết để chuẩn bị tâm lý. Nếu ta thật sự không phải người mà chủ nhân huynh chọn chúng, vậy ta phải chuẩn bị tâm lý đối địch với chủ nhân huynh. Bút đại đạo cười nói, ta vẫn giữ câu nói kia, cậu đừng để ý những chuyện lung tung này, cậu chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, đó chính là cậu phải lập nên một trật tự hoàn toàn mới. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, được rồi, ta không dây dưa vấn đề của huynh nữa. Huynh không cách nào liên hệ với chủ nhân huynh, nói cách khác, chúng ta phải tự mình giải quyết vấn đề của pháp giới. Bút đại đạo nói, pháp giới, ngoài vị pháp thần kia thì cậu cũng không cần quá coi trọng những pháp tắc khác. Diệp Huyên trầm giọng nói, dựa vào thực lực của ta bây giờ vẫn đánh không lại vị pháp thần kia sao? Bút đại đạo lập tức nói, đánh không lại. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo hiểu khá rõ thực lực của hắn, nếu bút đại đạo đã nói là đánh không lại, vậy có lẽ bây giờ giữa hắn và đối phương vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Bút đại đạo đột nhiên nói, ta cảm thấy cậu có thể tìm một người giúp đỡ. Diệp Huyên nhíu mày, muội ta. Bút đại đạo nói, không phải. Diệp Huyên hơi tò mò, cha ta. Bút đại đạo nói, không phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, sẽ không phải là đại ca ta đấy chứ. Bút đại đạo khẽ thở dài, đều không phải. Cậu có thể tìm vô biên chủ giúp đỡ. Vô biên chủ. Diệp Huyên sửng sốt. Bút đại đạo nói, năm đó vô biên chủ từng có ân oán với pháp giới. Năm đó, vô biên chủ suýt thì tiêu diệt pháp giới. Nhưng bởi vì chủ nhân đích thân ra mặt, cho nên pháp giới mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như cậu gọi vô biên chủ, chắc chắn ông ta sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Bởi vì với tính cách của ông ta, chỉ cần chủ nhân bị kiềm chế, ông ta sẽ tiêu diệt pháp giới. Nói xong, nó chợt dừng lại, sau đó nói tiếp, đương nhiên, nếu như cậu ngại phiền phức, cũng có thể dứt khoát gọi muội muội cậu. Diệp Huyên lắc đầu, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Loại nhân vật nhỏ thế này, không cần làm phiền muội muội ta. Vẫn nên để vô biên chủ đi đánh. Vô biên chủ. Diệp Huyên nói, nhưng ta căn bản không biết vô biên chủ ở nơi nào, phải làm như thế nào để liên lạc được với ông ta. Bút đại đạo nói, chuyện này đơn giản, cậu để Triệu Thiên Đạo giúp, hắn ta là thiên đạo, phạm vi rất lớn, mà thực lực của vô biên chủ lại cực kỳ mạnh mẽ, cho nên ông ta thuộc đối tượng luôn luôn bị chú ý. Diệp Huyên trầm giọng nói, vô biên chủ rất nổi tiếng trong giới các huynh sao. Bút đại đạo trầm giọng nói, siêu cấp nổi tiếng. Nói thế này đi, trong giới bọn ta, ngoài chủ nhân thì gần như không còn ai khác muốn dây vào ông ta, bao gồm tồn tại thuộc cấp bậc giống như mấy người thiện ác đạo. Diệp Huyên khẽ nói, nhưng vì sao ta lại cảm thấy vô biên chủ cũng chỉ đến thế? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, có lẽ bởi vì muội muội cậu. Diệp Huyên. Một lát sau, bút đại đạo gọi Triệu Thiên Đạo tới. Diệp Huyên rõ ràng cảm nhận được, khi nghe thấy hắn muốn tìm vô biên chủ, ánh mắt Triệu Thiên Đạo thay đổi. Kiêng kỵ. Triệu Thiên Đạo im lặng suy ngẫm một lát, sau đó nói, ta có thể tìm giúp, nhưng ta chỉ đồng ý tìm giúp, sau khi tìm được, tự các ngươi nói chuyện với ông ta. Diệp Huyên cười nói, được. Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn ta quay người biến mất ở sâu trong tinh không. Sau khi Triệu Thiên Đạo đi, Diệp Huyên hỏi, tiểu bút, vô biên chủ này sẽ giúp chúng ta thật sao? Bút đại đạo cười nói, chỉ cần là đánh pháp giới, chắc chắn ông ta sẽ giúp, đương nhiên, cậu nói chuyện phải khéo léo chút. Nếu không, có thể tên kia sẽ không bằng lòng, dù sao, tên kia cũng là người vô cùng thông minh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Triệu Thiên Đạo xuất hiện, tìm được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên kinh ngạc, tìm được rồi. Triệu Thiên Đạo gật đầu, ông ta đang ở hư vô chi địa. Hư vô chi địa. Diệp Huyên nhíu mày, đó không phải là nơi ẩn náu của các cao thủ bá chủ viễn cổ hay sao? Vô biên chủ đến bên đó làm gì? Chẳng lẽ đi làm mầu? Hư vô chi địa. Ngày hôm nay, ba người bỗng đi đến trước một ngọn núi lớn,
ngọn núi cao vút đến tận mây trắng, nhìn không thấy đỉnh. Núi hư vô. Người đàn ông cầm đầu chính là Vô Biên Chủ, mà bên cạnh ông ta thì chính là Tăng Vô và thần minh kia. Vô Biên Chủ nhìn núi lớn trước mặt, sau đó nói, đây chính là núi hư vô, trong này có một pháp tắc, mà trong tất cả các pháp tắc này xếp trong 5 vị trí đầu. Tăng Vô hơi tò mò hỏi, vậy pháp tắc đứng ở vị trí thứ nhất là cái gì? Vô Biên Chủ thản nhiên nói, pháp thần, pháp tắc chi vương. Tăng Vô thoáng nhìn Vô Biên Chủ, sau đó nói, Vô Biên, có phải ở hư vô chi địa này, bá chủ viễn cổ nhiều như chó chạy ngoài đường? Vô Biên Chủ gật đầu, nơi này, thấp nhất cũng là bá chủ viễn cổ. Tăng Vô nhíu mày, bọn họ đều ẩn náu ở nơi này. Vô Biên Chủ khẽ nói, khác với bên ngoài, bọn họ nấp ở trong này chứng tỏ thực lực của bọn họ sắp đột phá đến vô đạo cảnh rồi. Mà bọn họ lại không đủ khả năng chống lại kiếp số kia, cho nên chỉ có thể trốn ở nơi này, phát triển một cách hèn mọn. Tăng Vô gật đầu, hiểu rồi. Mà ông thì có thể muốn làm gì thì làm đó ở bên ngoài, cũng có nghĩa là, thực lực của ông vượt xa người ở nơi này, đúng không? Vô Biên Chủ nhìn về phía Tăng Vô, gật đầu khen ngợi, cuối cùng tên đầu chọc ngươi cũng thông suốt rồi. Tăng Vô. Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, pháp thần là kẻ mạnh nhất sao? Vô Biên lắc đầu, cũng không phải. Bên chỗ của chủ nhân bút đại đạo kia còn có một số người lợi hại hơn, nhưng mà, những người kia gần như không xuất hiện. Thần Minh trầm giọng nói như vậy, thế lực chủ nhân bút đại đạo khống chế mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Vô Biên cười nói, không phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà là rất nhiều rất nhiều. Nhưng, nói đến đây, ông ta khẽ lắc đầu, một mình y căn bản không quản hết được nhiều thế lực như vậy, cộng thêm y gặp phải phiền phức mới, cho nên bây giờ trật tự của vùng vũ trụ này vô cùng lộn xộn. Đương nhiên, chuyện này không liên quan gì đến ta cả, ha ha. Tăng Vô và thần Minh thoáng nhìn Vô Biên, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ, sao nhìn thế nào cũng thấy là tên này đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Ngay khi ba người muốn đi vào hư vô chi địa, bỗng có một tiếng nói từ trong núi hư vô truyền ra, người nào tự ý xông vào hư vô chi địa. Chán sống rồi sao? Vô Biên Chủ lạnh lùng nhìn núi hư vô, ông đây chính là vua dựa dẫm Diệp Huyên, hôm nay hạ cố đến núi hư vô, đó là vinh hạnh của núi hư vô, hiểu chưa? Biểu cảm Tăng Vô và thần Minh cứng đờ. Vua dựa dẫm. Diệp Huyên. Trong núi hư vô. Pháp tắc kia trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng nơi này không thể tự ý vào, cút đi ngay. Vô Biên Chủ bỗng tiến lên đánh một quyền. Một quyền đánh ra, núi hư vô cao vạn trượng kia thoáng chốc vỡ vụn. Lúc này, một luồng sáng vàng phóng ra. Chính là pháp tắc của núi hư vô. Pháp tắc nhìn Vô Biên Chủ chằm chằm, càn rỡ. Vẻ mặt Vô Biên Chủ bình tĩnh, vua dựa dẫm ta hành động. Chỉ thích càn rỡ đấy. Không phục, vậy đánh ta đi. Nói rồi, ông ta dẫn theo Tăng Vô và thần Minh đi về phía xa. Ở phía sau, pháp tắc kia nhìn chằm chằm theo Vô Biên Chủ, không hề rét ai. Núi hư vô có pháp tắc chi lực bảo vệ, thế nhưng, vừa nãy lại bị một quyền đánh vỡ rồi. Mạnh mẽ. Thực lực người đàn ông trước mặt này, quá khủng khiếp. Cứ như vậy, dưới tầm mắt dõi theo của pháp tắc, ba người Vô Biên Chủ đã biến mất nơi chân trời phía xa. Pháp tắc đứng tại chỗ nhíu chặt mày, Diệp Huyên, vua dựa dẫm. Cái tên này, gã ta chưa từng nghe đến bao giờ. Bởi vì mọi năm gã ta đều trấn thủ ở núi hư vô, không hề quay về pháp giới, vì vậy, đối với mọi chuyện bên ngoài, gã ta biết rất ít. Một lúc sau, pháp tắc xòe tay, một miếng bùa truyền âm từ từ bay ra. Chuyện này phải báo lên trên. Tại pháp giới, trong một gian điện rộng lớn, tiếng quát tháo bỗng vang lên, vua dựa dẫm này, khinh người quá đáng. Âm thanh như sấm rền, đại điện cũng rung chuyển. Ngay sau đó, từng luồng sức mạnh thần bí từ pháp giới phóng thẳng lên trời, sau đó biến mất trong tinh không sâu thẳm. Tại hư vô chi địa. Lúc này, một thiếu niên đã đến núi hư vô, đương nhiên. Lúc này núi hư vô đã không còn tồn tại. Thiếu niên này, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn phía xa, khẽ nói, phía trước có lẽ chính là hư vô chi địa rồi. Bút đại đạo nói, đúng vậy.
Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, không phải nói nơi này có núi hư vô sao? Bút Đại Đạo nói, trước kia thì có, bây giờ, có lẽ là do trái đất chuyển động nên núi rời đi rồi. Diệp Huyên đen mặt. Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bút Đại Đạo vội nói, đây chính là pháp tắc nơi này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn pháp tắc trước mặt, pháp tắc lạnh giọng nói, nơi này người ngoài không được tự ý vào. Diệp Huyên cười lạnh, ông đây muốn vào, ngươi không phục. Nghe vậy, pháp tắc bỗng ngây người. Ngông cuồng đến vậy sao? Diệp Huyên bỗng tức giận chỉ vào pháp tắc, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ. Vẻ mặt pháp tắc bỗng thay đổi, ngươi là Vô Biên Chủ. Diệp Huyên cười lạnh, ngươi nói xem. Nói rồi, hắn khẽ vung tay áo, một thanh kiếm phóng thẳng lên trời. Ầm. Bầu trời lập tức bị rạch một lỗ lớn. Pháp tắc nhìn Diệp Huyên, tên này làm gì vậy? Thấy vẻ mặt của pháp tắc, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ một kiếm này của bản thân không khiến đối phương kinh sợ sao? Lúc này, Bút Đại Đạo bỗng nói, tên pháp tắc này cũng nằm top 5 của các pháp tắc, thực lực thấp nhất đều là cảnh giới thiên đạo đỉnh cao, người đánh với hắn, chưa chắc đánh được hắn. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Lúc này, pháp tắc kia đột nhiên lên tiếng, người thật sự là Vô Biên Chủ. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn pháp tắc, không nói rông dài, lập tức đi về phía xa. Thấy vậy, pháp tắc khẽ nhíu mày, gã ta cũng không dám ngăn cản. Tại sao? Bởi vì gã ta sợ người trước mặt này thực sự là Vô Biên Chủ, phải biết rằng, Vô Biên Chủ năm đó suýt chút nữa đã hủy cả pháp giới. Một lúc sau, pháp tắc xòe tay, một miếng bùa truyền âm phóng lên trời, biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Phải báo lên, chuyện bản thân không thể xử lý thì cứ báp lên, sau khi báo xong, xử lý thế nào thì là chuyện của bên trên. Dù sao gã ta cũng chỉ là một pháp tắc, lấy chút tiền lương, không cần thiết phải liều mạng. Sau khi Diệp Huyên đi vào hư vô chi địa, hắn phát hiện, toàn bộ hư vô chi địa tràn ngập sức mạnh thần bí này rất kỳ lạ, khiến hắn rất khó chịu. Diệp Huyên bỗng nói, tiểu bút, ngươi nói về hư vô chi địa này xem. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, hư vô chi địa này, là một nơi rất đặc biệt, năm đó chủ nhân đã từng đến nơi này, nhưng về sau khi người rời đi, thì cũng không quay lại nơi này nữa. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bút Đại Đạo thấp giọng thở dài, một chuyện rất phức tạp. Còn nữa, người ở nơi này, tuyệt đối phải cẩn thận, người phải hiểu một chuyện, người bây giờ, tuyệt đối không phải vô địch. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Bút Đại Đạo im lặng một lúc rồi nói, nếu có người giống như Vô Biên Chủ, sẵn sàng rước họa vào thân, giết chết người trước khi muội người xuất hiện, người cảm thấy sẽ thế nào? Diệp Huyên im lặng. Bút Đại Đạo nói tiếp, nói chung, người vẫn nên cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Nói rồi, hắn nhìn về phía xa, cách đó không xa, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh núi. Trang phục trắng thuần, đeo ống tiêu bên hông. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, lúc này, người đàn ông áo trắng cũng quay đầu nhìn hắn, khi nhìn thấy Diệp Huyên, gã ta khẽ ngây người, sau đó gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đi về phía người đàn ông trung niên, sau khi đến trước mặt người đàn ông trung niên, hắn khẽ cười, các hạ xưng hô thế nào. Người đàn ông áo trắng cười nói, Tiết Thanh. Nói rồi. Gã ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, đạo hữu lần đầu đến. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông áo trắng cười nói, hoan nghênh. Diệp Huyên cười nói, ta có chút bất ngờ. Người đàn ông áo trắng khẽ cười, bất ngờ chuyện gì? Diệp Huyên nói, bất ngờ vì người ở nơi này lại thân thiện như vậy. Người đàn ông áo trắng cười ha ha, giang hồ cũng không phải cứ đánh giết giết mãi. Người đến đây. Không phải thiên tài tuyệt thế, thì cũng không có thâm thù đại hận gì, sao có thể vô duyên vô cớ kết thù. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tiết Thanh cười nói, đạo hữu là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, kiếm tu. Tiết Thanh khẽ gật đầu, kiếm tu một đạo là khó nhất, nhưng một khi tu luyện thành công, thì sức chiến đấu đều vượt xa người cùng cấp. Diệp Huyên cười nói, không khoa trương đến vậy. Tiểu Bút bỗng nói, sao bỗng nhiên ngươi trở nên khiêm tốn như vậy?
Diệp Huyên lắc đầu cười, người ta đã thân thiện như vậy, nếu ta còn ra vẻ, vậy cũng không tốt lắm. Lúc này, Tiết Thanh kia bỗng nói, đạo hữu xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười nói, vô biên chủ. Vô biên chủ. Ra ngoài đường, vẫn nên cẩn thận chút. Tiết Thanh gật đầu, đạo hữu, người có hứng thú với ngọn núi không? Ngọn núi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngọn núi gì? Tiết Thanh cười nói, chính là nơi mà chủ nhân Bút Đại Đạo từng ở. Có thể đạo hữu không biết, mục đích người đến nơi này, đa phần đều là vì ngọn núi kia, mà nơi kia, cũng là bí mật lớn nhất của hư vô chi địa. Nơi đó có gì, chúng ta đều rất hiếu kỳ, nhưng trước giờ chưa từng có ai tiến vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi chủ nhân Bút Đại Đạo từng ở. Tiết Thanh gật đầu, tương truyền, nơi đó có thần vật do chủ nhân Bút Đại Đạo để lại. Diệp Huyên bỗng hỏi trong lòng, Bút Nhỉ, người có biết ngọn núi kia không? Bút Đại Đạo nói, biết, quả thực chủ nhân từng ở nơi đó, nhưng, lúc đó ta không có mặt. Lúc đó ta đã bị nhốt rồi. Diệp Huyên bỗng có chút hiếu kỳ, tiểu Bút, người vì chuyện gì mà bị nhốt vậy? Bút Đại Đạo im lặng một lúc rồi nói, một chút chuyện nhỏ. Diệp Huyên không biết nói gì. Lúc này, Tiết Thanh kia lại nói, đạo hữu, có hứng thú cùng đi xem không? Diệp Huyên nhìn Tiết Thanh, chỉ hai chúng ta. Tiết Thanh lắc đầu cười, đương nhiên không phải, còn có hai vị đạo hữu nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể đi xem. Tiết Thanh gật đầu, được, đạo hữu đi theo ta. Nói xong, gã ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Tiết Thanh, sau đó cũng đi theo. Trên đường, Bút Đại Đạo bỗng nói, cẩn thận chút. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Không lâu sau, Tiết Thanh dẫn Diệp Huyên đến một nơi trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi còn có một nam một nữ, nam áo bào kiểu Trung Hoa, trong tay còn cầm một thanh trường đao. Nữ thì mặc váy dài trắng thuần bó sát, tay cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyên, hai người đều khẽ gật đầu. Tiết Thanh cười nói, đạo hữu, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lý Phong Huynh, bên cạnh vị này là Triệu Mộ Tiên Tử. Diệp Huyên nhìn hai người, hắn ôm quyền, cười nói, hân hạnh được gặp. Hai người cùng ôm quyền, trả lễ. Tiết Thanh nói, vậy chúng ta đi thôi. Lý Phong và Triệu Mộ khẽ gật đầu, ngay sau đó, mấy người bọn họ cùng nhau biến mất nơi xa. Ước chừng một canh giờ sau, bọn họ đã đến một khu đồng bằng, mà điểm cuối khu đồng bằng này là một ngọn núi dài cả vạn trượng. Ngọn núi này giống như một con thú khổng lồ sừng sững đứng đó, khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình. Tiết Thanh khẽ nói, đây chính là ngọn núi kia. Diệp Huyên nói, có nguy hiểm không? Tiết Thanh cười nói, đương nhiên không đơn giản như vậy, nếu không, e là mọi người đã sớm lên đến đỉnh rồi. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh chóng, mấy người bọn họ đến chân núi, mà khi vừa đến chân núi, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm. Mà ngay lúc này, ba người Tiết Thanh bỗng biến mất kỳ lạ, đồng thời, xung quanh Diệp Huyên xuất hiện kết giới kỳ lạ dày đặc. Diệp Huyên quay đầu nhìn, lúc này, ba người Tiết Thanh đã xuất hiện ở phía xa chừng mười mấy trượng. Diệp Huyên chớp mắt, Tiết Huynh, người đang làm gì vậy? Tiết Thanh cười nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, mọi người không thù không oán, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Tiết Thanh cười nói, đúng là không tốt lắm, nhưng đều là vì sinh tồn. Nói rồi, gã ta nhìn nhẫn chứa đồ trong tay Diệp Huyên, sau đó cười nói, muốn trách, chỉ có thể trách đạo hữu quá tin lời người khác thôi. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, sau lưng hắn, một yêu thú chậm chậm đi đến. Nhìn thấy yêu thú này, sắc mặt mấy người Tiết Thanh phía xa bỗng thay đổi, đều lần lượt rút lui. Diệp Huyên xoay người nhìn yêu thú kia. Hình thể yêu thú không quá lớn, trông giống trâu, đỉnh đầu và chân cong như lưỡi liềm, tứ chi như cột đình, tràn ngập sức mạnh hung bạo, hình thể tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta có áp lực kinh khủng. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm trọng. Yêu thú này lại là thiên đạo cảnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiểu Bút, báo tên của ngươi, có dùng được không? Bút Đại Đạo nói, phóng mắt khắp chư thiên, ai dám không nể mặt ta? Diệp Huyên lập tức lấy Bút Đại Đạo ra, sau đó nói, Bút Đại Đạo ở đây, ngươi. Lúc này,
yêu thú kia bỗng nhiên nhảy lên. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, Diệp Huyên cả người cả bút lập tức bay ra ngoài cả mấy vạn trượng. Bút đại đạo đột nhiên giống giận, mẹ kiếp, ông đây là bút đại đạo đó. Mẹ nó, người điên rồi sao? Ta là bút đại đạo đấy. Đến ta mà ngươi cũng dám đánh. Chết tiệt, ngươi ngon thì đừng tới đây. Chết tiệt. Diệp Huyên nhìn thấy con yêu thú lao tới lần nữa, sắc mặt hắn liền thay đổi. Cái thứ này không phải yêu thú bình thường, hắn cũng có hơi kiêng dè. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 232.